Thế nên tôi cũng chút e ngại là có biết cái giọng Nam Bộ của mình có làm khó khăn với các vị không? Ít ra đỡ là quý vị bắt quý vị phải nghe ngoại ngữ. Coi như là quý vị đang nghe một thứ ngoại ngữ mà mình giỏi vậy. Kính thưa quý vị, cái đề tài mà để gửi đến các vị Phật tử chiều nay ấy, chỉ được chúng tôi chuẩn bị cách đây 12 phút. Tôi về tới đây tôi đi với một cô Phật tử mà theo Phật giáo Miến Điện ấy, gọi là cô Cấp Phí Giái, là cái cô ngồi bìa. Cái cô đó được một số bạn bè ở đây ấy, gọi là bạn ảo, biết nhau trên Facebook. Cô gặp tôi, cô hỏi thì chứ thầy có gì buồn mà sao thầy lên xe mặt thầy buồn nghêu. Tôi nói không có gì buồn hết, có điều tôi đang băn khoăn là lần đầu tiên mà tôi gặp Phật tử Hà Nội không biết nói cái gì. Tôi có chút băn khoăn về cái giọng Nam Bộ của chúng tôi, mà bên cạnh đó cũng có một chút băn khoăn là không biết cái Phật pháp mà các vị tiếp cận ngày xưa đến giờ nó có giống với cái Phật pháp mà các vị nghe chúng tôi chiều nay không. Phật pháp là cũng vậy thôi. Chiều nay cái đề tài tôi gửi các vị Phật tử là một đề tài rất là mềm, rất là nhẹ. Như quý vị biết, đạo Phật có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn và có đồ mềm cho người lăng dạ. Chiều nay tôi cho quý vị ăn sốt, ai ăn cũng được. Ngày xưa cách đây hơn 30 năm về trước, lúc chúng tôi còn bé, năm nay 50 rồi. Không biết các vị có nhìn mặt tôi biết đấy, các vị đang gặp một người ngũ thọc tri thiên mệnh hay không? Tôi 50 tuổi rồi. Nói bằng cái cách nói của người miền ngoài đấy, cái năm mà tôi chào đời cũng là cái năm đại đa của miền Bắc. Năm đó năm Bác mất. Bác của quý vị ấy, mất. Yeah. Năm Bác mất thì năm đó tôi đã ra đời 50 tuổi. Thì hơn 30 năm về trước, lúc chúng tôi còn rất là bé, chúng tôi có nghe được cái câu thơ như thế này: Phật pháp lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Chữ như là sao? Theo trong kinh Phật á, các vị học A Di Đà với thầy Tuệ Nhân chắc chắn có học qua cái này. Cái gọi là vũ trụ hay là thế giới, hành tinh hay là nhân loại, từ những nhân vật lớn nhất trong cộng đồng nhân loại như là giáo hoàng, tổng thống Mỹ, các vị tổng bí thư, hay là đến con ông cái kiến, thì tất cả thì có một đời sống rất là giống nhau. Chúng tôi nhắc lại, tất cả luôn một đời sống rất là giống nhau. Đó là đời sống nào cũng là một cái quá trình tồn tại và hoạt động của sáu căn với sáu trần. Các vị có nghe kịp không? Các vị thử tưởng tượng, chiều nay các vị, tôi chỉ xin các vị cho tôi xin có 2 giờ đồng hồ trước mặt tôi. 2 giờ đồng hồ các vị suy tư theo cái đề nghị của tôi, và 2 giờ đồng hồ thử sống theo cái đề nghị của tôi. Thử 2 giờ đồng hồ, tôi đi rồi tôi trả lại cho quý vị. Cái gì tôi xin ra trả lại cho tôi ra. Tôi xin thì xin cái gì? Tức là thử một lần nào đó. Các vị ngồi lại giữa một cái đạo tràng với nhiều bạn đạo như thế này, hay là một mình đối diện với bốn bức tường trắng, một phòng riêng, thử sống chậm một lần xem sao. Hít sâu, thở chậm, buông hết mọi thứ ngoài cửa. Hít sâu, thở chậm, buông hết mọi thứ ngoài cửa, để thấy rằng bên cạnh cái hơi thở vào ra đang được mình ghi nhận đó, nó còn có nhiều là thứ tâm tình khác nó đến kèm. Có lúc chúng ta thở ra thở vào bằng một cái niềm vui, niềm vui đó có lý do, và đôi khi nó cũng là một niềm vui vô cớ, một niềm vui mà chúng ta không biết nó đến từ đâu. Và đôi khi chúng ta thở ra thở vào với một nỗi buồn, với một sự âu lo, với một sự khó chịu, với một sự bất mãn, có lý do hoặc là không có lý do. Thì nói như vậy đó, có nghĩa rằng là đời sống của tất cả chúng ta, bất kể giàu nghèo, bình dân hay trí thức, nó chỉ là sự cộng hưởng, nó chỉ là sự ghép nối của bốn thứ thành tố mà thôi. Đó là thiện, ác,
buồn vui. Cái thiện của khoảnh khắc hiện tại đó, nó là nhân tố cho cái niềm vui sau này. Cái ác tham sân si trong giây phút hiện tại, nó là cái nhân tố cho nỗi buồn niềm đau sau này. Cái niềm vui bây giờ nó là cái quả của cái thiện quá khứ xa hoặc gần. Và cái nỗi buồn của hoặc là sự khó chịu, sự bất mãn trước mặt đó, nó là cái quả xấu của một cái nghiệp ác nào đó trong quá khứ xa hoặc gần. Chúng mình nhắc lại, làm ơn ngó vào cái bản tâm của mình để thấy rằng ở đó thì bốn thứ, đó là thiện, ác, buồn, vui. Thiện là những đức tính tạm gọi nôm na như vậy: từ bi, cam nhận, trí tuệ, thiền định, buông bỏ, vị tha, yêu thương, bao dung, chia sẻ, tha thứ, thông cảm, đó là thiện. Còn ngược lại những cái đức tính đó thì là bất thiện. Đời sống chúng ta chỉ là vậy thôi. Cho nên nếu chiều nay các vị hỏi tôi tinh hoa của đạo Phật có thể gom gọn là trong hai cốc đồng hồ đó thì đó là cái gì, thì tôi sẽ nói rằng toàn bộ đạo Phật, nếu mà gom gọn lại, nó chỉ là định nghĩa của bốn vấn đề thôi. Toàn bộ tinh hoa của đạo Phật gom gọn lại chỉ nằm trong bốn định nghĩa mà thôi. Định nghĩa thứ nhất, thiện là gì? Thiện là sáu căn của mình nó tiếp xúc sáu trần bằng cái tâm lành thì đó là thiện. Có nghe kịp không? Ở đây các vị biết sáu trần, sáu căn là gì phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ các vị ngồi chậm lại, các vị xem coi chúng tôi nói có đúng hay không. Thí dụ các vị quỳ xuống, các vị lạy Phật, có phải lúc đó sáu căn của các vị đang làm việc đúng không? Bây giờ các vị cầm cái đằng câu ra ngoài hồ Tây, các vị thả xuống, các vị câu cá, có phải lúc đó sáu căn đang hoạt động không? Các vị lạy Phật cũng là sáu căn đang hoạt động. Các vị đâu đi câu cá cũng là sáu căn đang hoạt động. Các vị có một buổi hẹn hò với ai đó bằng cái tình yêu nam nữ cũng là sáu căn đang làm việc. Mà các vị hẹn với bổn thầy để nghe đạo, để hành thiền thì cũng là sáu căn đang làm việc. Như vậy thì vấn đề ở đây là sáu căn nó làm việc với sáu trần bằng cái tâm lòng thì ta gọi đó là thiện nghiệp, là công đức. Còn nếu mà sáu căn làm việc với sáu trần mà bằng cái tâm bất thiện thì ta gọi đó là ác nghiệp, là bất thiện nghiệp. Nghe kịp không? Rồi, nãy giờ chúng tôi chỉ mới đi một vòng ngoài, chúng tôi chưa chạm vào cái nội dung thật sự của giảng chiều nay. Bởi vì trước khi chúng ta cùng chia sẻ một vấn đề thì trước hết chúng ta phải có chung với nhau một số định nghĩa. Các vị đã nghĩa đó chứ, hoặc còn ông nói gà bà nói vịt thì chúng ta rất khó tìm thấy một cái tiếng nói chung. Cho nên trước hết chúng ta đi một vòng, chúng ta định nghĩa thế nào là thiện, thế nào là ác. Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lầm, đó là thiện. Còn ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu, thì đó là ác. Vui là gì? Sáu căn biết sáu trần như ý, thì đó là vui. Sáu căn biết sáu trần bất toại, thì đó là khổ. Toàn bộ đời sống chúng ta chỉ nằm trong bốn định nghĩa này mà thôi. Xem chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi vào buổi giảng chiều này. Thế giới này, cho dù chúng ta có là ai đi nữa, tôi nói thật chậm, thế giới này nó có ra sao đi nữa, chúng ta có là ai đi nữa, thì thế giới này nó cũng chỉ là những gì mà chúng ta cảm nhận được mà thôi. Các vị nghe kịp không? Cụ Nguyễn Du nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một người đang buồn thì họ nhìn đâu cũng thấy một màu tan. Một người vui, đang vui thì dù đó là một buổi chiều mưa xám xịt, họ vẫn thấy buổi chiều mưa đó có duyên lạ, duyên lùng. Ở đây ai đang tuổi yêu thì biết, người ta nhận lời ăn chè, nhận lời đi coi phim với mình rồi, bữa đó trời có lục thì cái trận lục nó đẹp vô cùng. Mà nếu đó là buổi chiều chia tay thì dầu có trời xanh mây trắng nắng vàng thì buổi chiều đó buổi chiều tan tóc, ít ra cũng tan tóc cho riêng mình, có đúng vậy không? Cho nên thế giới này nó ra sao là tùy thuộc vào cái cảm nhận của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể có riêng một cảnh giới tuyệt đẹp nếu chúng ta có một nội tâm tuyệt đẹp, và chúng ta hoàn toàn có thể sống trong một cái thế giới tan tóc nếu mà chúng ta có một nội tâm tan tóc. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ là một cái phép sống chậm lại. Chậm là sao?
chậm ở đây xin lỗi, chậm ở đây không có nghĩa là tôi nói đến tốc độ của hoạt động của sinh hoạt, không phải. Chậm ở đây có nghĩa là tôi đề cập đến tốc độ của những động tác, mà chậm ở đây có nghĩa là thay vì chúng ta sống như là một xác chết kêu trôi, cười không biết mình đang cười, nói không biết mình đang nói, đi đứng không biết mình đang đi đứng, vui buồn không biết mình đang vui buồn, mà sống chậm ở đây có nghĩa là theo dõi cái gì nó đang xảy ra bằng tất cả sự tỉnh táo nhất, đó gọi là sống chậm. Ở trong đạo Phật, Đức Phật có dạy mình hai cái pháp trường sinh. Nếu ở đây mà chúng ta nói không rõ thì bà con rất là ngạc nhiên. Đức Phật không biết bao nhiêu lần người xác nhận rằng thế giới này là thế giới phù du, thế giới này là thế giới của sống và hạ, thế giới này là thế giới của những tia chớp, thế giới này là thế giới của sự chớp nhoáng. Vậy mà tại sao có chuyện mà Đức Phật dạy mình hai pháp trường sinh, hai pháp trường sinh là hai pháp trường sai, pháp sống trường thọ đó. Thì cái pháp thứ nhất, cái pháp trường sinh thứ nhất là gì? Là sống hữu ích. Tại sao cái phép trường thọ đầu tiên mà lại là sống hữu ích? Bởi vì cho dù anh chỉ sống có 30 tuổi rồi anh chết, nhưng mà cái dấu ấn của anh để lại cho cuộc đời này nó vẫn còn đó. Thì như vậy là anh tuy đã chết rồi nhưng mà trong lòng mọi người anh vẫn còn đó, anh cũng chưa ra đi. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần trong cả cuộc buổi giảng, giá trị của một con người nó to rộng bằng cái khoảng trống mà anh ta để lại sau khi anh ta vắng mặt. Cho nên đề cả ông nói rằng tôi suy tư tức là tôi tồn tại, cô suy tư em cô sinh, tôi suy tư tức là tôi tồn tại. Nhưng mà trong Phật pháp tôi được nhớ đến tức là tôi đang tồn tại. Như Đức Phật chẳng hạn, Đức Phật trên cái kết nối đời thường thì đúng là ngài đã viên tịch, ngài không còn nữa. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng trong tâm tưởng của những người Phật tử, trong tâm tưởng của những người yêu Phật, mến Phật, kính Phật, tin Phật thì Đức Phật vẫn còn đó chứ. Và có một chuyện quý vị bắt buộc phải đồng ý với tôi, rồi quý vị có ghét tôi cả ngày quý vị phải đồng ý với tôi, đó là hai người này không có ưa nhau hoặc là chưa từng quen biết nhau, chưa từng cảm mến nhau, thì hai người này giàu có ngồi gặp nhau trong lòng người này vẫn không có người kia, đúng không? Nhưng nếu chúng ta cách nhau một đại dương mà chúng ta vẫn luôn nghĩ về nhau thì trong lòng của A vẫn có B, đúng không? Như vậy thì lúc này khoảng cách về địa dư không còn là vấn đề nữa, phải không? Có hiểu không? Yeah. Tại vì cái việc đào đình trong ở Mỹ cái điểm sẽ đi một chuyện rất là đặc đắc đó lần. Người Mỹ họ có một cái kiểu sống lạ hết. Họ đi làm về họ gặp mình ở ngoài đầu ngõ họ chào, khỏe không? Nhưng mà khi mà đã bước vào nhà đóng cửa lại rồi thì họ không hề biết gì người hàng xóm hết. Và chuyện này đã xảy ra ngay trên người của tôi. Tức là ông hàng xóm tôi, ông chết 4 năm mà tôi không biết. Thì lâu lâu gặp một lần, thì sau đó tôi không còn ở với nó, tôi đi chỗ khác. Rồi tôi trở về chỗ đó, thì tôi gặp bà vợ ông đang đứng cưới nước. Tôi hỏi ông cho tôi khỏe. Thì mặt có buồn nghiêm, ông nói ông mất 4 năm rồi. Thì ra thời gian trước khi ông mất bên nước ngoài, các vị đi ra khỏi nhà mà các vị chết, người ta đem xác, người ta đến, người ta giao cho nhà hoàng tắm rửa tâm liệm, rồi từ đó đem đi chôn hoặc đi thiêu, cái xác nó không bao giờ được mang trở về nhà của mình nữa. Và chính vì cái kiểu mà sống lạ lùng này nè, lạ lùng là sao lấy người của mình, cho nên ở bên đó cái người hàng xóm láng giềng không biết nhau, theo cái kiểu của người Việt Nam họ biết nhau theo kiểu của Mỹ thôi. Đây cũng vậy, nếu trong lòng của A mà có B thì dù cách nhau một đại dương, chúng ta vẫn có nhau trong lòng, trong tim, trong tâm cảm. Còn nếu mà trong lòng A không có B thì dù ngồi cạnh nhau cũng không có thấy mặt nhau, không có nhau trong tim. Cho nên tôi nhớ trong cái quyển chuyện phim thầy tôi từng viết kiểu một bài ngồi giữa mùa thu nhớ áo vàng. Tức là khi ngồi giữa mùa thu của Hà Nội, chúng ta lại nhớ về một cái mùa thu rất là xa xôi của Hà Nội. Bởi vì nhà thơ Nguyễn Bính có một cái câu là hôm nay có một người du khách ở Điện Biên mà nhớ Điện Biên, đang ngồi ở Điện Biên cũng lại nhớ về một Điện Biên khác. Cho nên tôi muốn nói ở đây một điều nữa là thế giới này nó là cái gì hoàn toàn tùy thuộc vào cái thái độ tâm lý của ta đối với nó. Tôi ví dụ trong Tăng Chi Bộ Kinh, tức là một trong năm bộ kinh Nikaya, thì ở trong đó Phật dạy thế này:
chỗ nào này các tỳ kheo mà người ta sống an trú với lòng từ bi hỷ xả, ta gọi đó là cái chỗ trụ xứ của Phạm Thiên. Chỗ nào mà người ta sống bằng tham sân si thì chỗ đó chính là chỗ ở của các loài sa đọa. Chỗ nào mà người ta sống với trí tuệ quán sanh diệt thì chỗ đó chính là trụ xứ của thánh nhân. Cho nên cái giường ngủ của chúng ta nó có thể nó thành ra cái chuồng lợn hay không là tùy thuộc chúng ta có nằm trong nó bằng cái trong của con lợn hay không. Gọi đây là đạo tràng, gọi đây là đạo tràng, nhưng mà thính chúng ngồi ở đây ngồi bằng tâm trạng nào? Thính chúng ngồi ở đây bằng tâm trạng nào thì mình ngồi bằng tâm trạng nào thì cái chỗ đó nó là máng ngựa hay là chuồng lợn, chỗ đó là trụ xứ của thánh nhân, chỗ đó là tây phương cực lạc, chỗ đó là thiên đường hay là cái gì đó là pháp lạc, thì tùy thuộc vào cái tâm trạng mình sống ở đó. Và chúng ta biết rồi, thế giới này là thế giới ảo hóa, thế giới này là thế giới của cảm xúc. Có biết bao nhiêu lần tôi nói ở trong mấy buổi dạy, thế giới này hôm nay có trên 7 tỷ người. Có biết bao nhiêu vấn đề về kinh tế, văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, lắm ở trong cái sự, trong cái cộng đồng 7 tỷ nữa. Nhưng mà gom gọn lại thì toàn bộ vấn đề của nhân loại chúng ta có thể gom gọn lại trong hai chữ thôi, đó là đau khổ và hạnh phúc. Có phải vậy không? Tức là chúng ta làm mọi việc có đi cày như con trâu để kiếm tiền. Chúng ta có là một CEO, tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta có là trong cái xã hội này, thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta trốn khổ tìm vui. Có phải vậy không? Đi làm mới có tiền, đàn ông thì đi làm mới có tiền để có xe, để có chức vụ. Còn mấy bà đi tiền để đi spa, để đi làm mặt, làm mày, để con có tiền ăn kẹo. Như vậy thì toàn bộ thế giới này, cái vấn đề của 7 tỷ người thì chỉ gói gọn trong hai chữ thôi, hai khái niệm thôi, đó là hạnh phúc và đau khổ. Nhớ giùm tôi cái đó. Được. Tiếp theo, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là sự chấp nhận cái mình ghét. Được. Vì vậy là cái gạch đầu dòng thứ nhất, toàn bộ vấn đề của nhân loại chỉ nằm trong đau khổ và hạnh phúc. Gạch đầu dòng thứ hai, hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là sự gồng gánh cái mình ghét. Gạch đầu dòng thứ ba, tại sao có thích, tại sao có ghét? Có nhiều cái cách trả lời, nhưng mà ở đây chúng tôi chọn một cách trả lời này. Cái được gọi là thích hay ghét nó gồm tối thiểu là ba cái lý do. Một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái bối cảnh sống của bạn. Tiền nghiệp là sao? Tiền nghiệp là do một cái nghiệp thiện ác nào đó trong quá khứ. Tôi sẽ là người Hà Nội, nếu tôi là một người con gái Hà Nội, tôi có cách ăn mặc trang điểm theo kiểu người Hà Nội, của người con gái Hà Nội, của người phụ nữ Hà Nội. Và cũng do tiền nghiệp, tôi sanh vào đất Hà Nội này, tôi là con một đứa con trai Hà Nội, thì tôi có những niềm đam mê khác, đúng không? Một đứa con trai làm sao nó có những sở thích giống con gái được. Cho nên chính do tiền nghiệp mà tôi sanh làm người Việt Nam hay là người Lào hay là người Do Thái. Do tiền nghiệp mà tôi sanh vào đất nước đó, tôi mang hình hài của một người nữ hay là của một người nam. Do tiền nghiệp tôi sanh vào trong một cái nơi chốn nào đó, cái sở thích, cái nhu cầu về ăn, về mặc, về ở không giống dân tộc khác. Để kể tôi, thì các trường hợp đó thì gọi là mình thích hay ghét cái gì, cái yếu tố đầu tiên là tiền nghiệp, thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý. Cũng là người Hà Nội như nhau, nhưng mà tôi có nặng cái nhà, còn quý vị thì có trọng cái xe, cô kia cũng có trọng cái chuyện ăn mặc. Ở Houston tôi có biết một cô phụ nữ rất là lạ, cô đi làm tiền lương tôi không hỏi là bao nhiêu, nhưng mà chính diện của nó với tôi năm nay còn 60, gần 60 tuổi, có ở 14 năm, không có một cái nhà hàng mà ở thành phố này con không biết, mà chiếc xe của con là cũng chạy gì nào mà không chạy gì nữa, ăn mặc cỡ nào cũng được, nhưng mà tối khổ cái chuyện mà ăn nhà hàng quan trọng. Còn ở bên Thụy Sĩ tôi biết một cô cũng tầm tầm vậy, không giàu hơn ai, không nghèo hơn ai, nhưng mà có một lần cũng mời tôi về nhà ăn cơm, xong rồi lúc tôi đi về, tôi đi ra cửa, chứ cũng nghĩ sao không
khoe về cái gia tài của con. Tôi quay lưng lại, tôi xoay người lại, tôi thấy cổ mở một cái tủ chiều cao hơn 2 mét, chiều dài khoảng 4 mét, toàn là bóp đồng sắt tay, giày dép các loại. Cổ cầm lên đó một đôi giày da hươu của nó, cái đôi 2000 mấy. Tôi nói đùa, tôi nói chứ phải cô cho tôi một đôi là đủ để tôi về châu Á này. Dễ xài được vậy. Có chỉ mê đó thôi, chỉ mê ăn diện thôi. Và nếu hôm nay mà quý vị hỏi tôi, thầy có tiền thì thầy sẽ làm cái gì, thì tôi có thể tôi nói này nó hơi đạo đức giả chút, nhưng mà thật ra nó là lẽ lòng của tôi 50 tuổi rồi. Mà tôi hỏi ông thầy chùa thì tôi cái nhu cầu tôi rất là đơn giản. Mà nếu hôm nay mà tôi có 1 tỷ đô la thì cái việc mà tôi làm đó là chỉ đầu tiên tôi sẽ làm một cái bệnh viện này. Tôi làm một vài cái bệnh viện trong những vùng sâu vùng xa với Miếng Điện. Bệnh viện tôi sẽ xin thuốc tây mà cũ của châu Âu về cho đó. Tôi sẽ mời mọc những sinh viên y khoa mà đang thực tập về đó làm việc thiện nguyện miễn phí cho những người bệnh viện đó. Thứ hai, tôi sẽ dùng tiền để tôi hỗ trợ những cái trường đại trường Phật học, hỗ trợ cái câu gọi là missionary, tức là cái bộ phận truyền giáo. Tôi muốn chư tăng Miếng Điện, chư tăng Tĩnh Lan, ngoài cái phần giáo điển ra, các vị sẽ được huấn luyện về ngoại ngữ và văn hóa các cái xứ mà mình sẽ gửi người đi hoàn pháp cái gì có Phật giáo thiếu đó, trầm trọng lắm. Có nhiều cái xứ đó, chẳng hạn chúng tôi ra ngoài chúng tôi ra ngoài Hà Nội, trước khi ra chúng tôi được biết Phật tử Hà Nội rất là ngoan ngoãn, rất là hiếu học, mà tiếc của này mình không có chịu. Thì cái 1 tỷ đô la mà tôi bỏ ra ở Myanmar là tôi muốn lắp vào chỗ trống đó, tức là chỗ nào mà Phật tử có nhu cầu thì tôi sẽ dùng cái đồng tiền cũng tạo mọi điều kiện để cho ở đó có chư tăng liên lui tới. Ví dụ như tôi từng có một cái thiện chí mà cũng là nó mang hơi hướng của tham vọng, đó là tôi muốn tìm một cái nơi chốn nào đó mà bên trong nó là thiền viện, bên ngoài đó là học viện. Từ thiền viện đi vô thiền viện, học viện vô thiền viện khoảng 15 phút đi bộ. Bên ngoài cái học viện nó là một cái nhà buffet. Để gì? Để mỗi ngày chư tăng và hành giả trong chùa không có bếp, trong chùa đại kỵ là có mùi khói bếp nấu ăn chiên xào bậy bạ bất tỉnh. Mỗi ngày buổi sáng cái nhà cà phê nó đóng cửa 1 giờ đồng hồ buổi sáng để cho tăng ni và tăng sinh ra ăn được điểm tâm rồi, ăn xong mở cửa bán ăn tới trưa, tới 11 giờ thì đóng cửa để cho tăng sinh và hành giả ra ăn xong rồi tới 12 giờ mở cửa bán, như ngoài bán tới 12 giờ đêm. Thì toàn bộ số tiền đó sẽ là lo điện nước cho bên trong. Chư tăng bên trong không cần giữ tiền, mỗi vị mỗi tháng sẽ được phân phát cái phiếu giống như mình cái thời bao cấp vậy đó. Tức là ông sư A, ông sư B, hành giả A, hành giả B chiều nay có ra ngoài căn tin lấy một cái tiết kem đánh răng, 2 cây bút bi, 2 miếng tập, 1 hộp thuốc cảm, thì có cầm cái phiếu đó trong 1 tuần nó xài được bao nhiêu. Và chúng tôi rất là mong là có 1 tỷ để làm gì đó. Mà tại sao chúng tôi nói một chuyện dài dòng như vậy là bởi vì chúng tôi đang nói rằng thế giới này chính là những gì chúng ta cảm nhận. Cũng 1 tỷ đó mà trong cái cảm nhận một số người họ sẽ là cái gì, nhưng 1 tỷ đó trong tay của tôi sẽ dùng nó như thế nào. Và thế giới này đối với tôi nó sẽ trở thành thiên đường nếu mà mọi người biết thương nhau hơn. Thế giới này nó sẽ trở thành thiên đường không, theo tôi cảm ơn. Thế giới này nó sẽ thành thiên đường theo tôi không phải là vì nó giàu hơn, không phải là vì nó đẹp hơn, không phải. Khi nãy xe chạy lên cái cầu mà chúng tôi không biết tên, nãy xe nó chạy lên cái cầu chúng tôi không biết tên, chúng tôi có suy nghĩ thế này: nếu mà người ta xây dựng bên dưới nó thành ra một loạt những khu vui chơi, những spa, những resort, những khách sạn, những sân golf, thì liệu Hà Nội nó có phải là gần với thiên đường không? Tôi nghĩ không. Nó sẽ kéo theo nó biết bao nhiêu là tệ nạn. Nhưng nếu ở dưới những cái vùng đó mà biến thành khu vực cây xanh xung quanh, và ở đó là những cái chỗ mà bà con tập yoga, khí công và tu tập thiền quán, thì theo tôi Hà Nội lúc đó đã cạnh thiên đường rồi. Vì sao vậy? Vì ở đó nếu mà nó thành ra là cái spa, nó thành resort, nó thành ra hotel, nó thành ra sân golf, thì nó đóng góp được gì cho Hà Nội? Nhiều lắm mình chỉ nói chỉ đem ra đồng tiền cho Hà Nội thôi,
Nhưng nếu mà những cái chỗ đó mà nó trở thành cái chỗ mà người ta tập yoga, khí công, thái cực quyền cho các ông cụ bà lão, phụ nữ, trẻ em có chỗ vui chơi, cho hành giả có chỗ kinh hành, thiền định, sống tĩnh tâm, thì tôi tin rằng Hà Nội là một thành phố có nội hàm. Cái an lạc của Hà Nội nó sẽ đi ra từ đáy lòng của người Hà Nội, chứ không phải là từ những đồng tiền trên trời nó rớt xuống. Cho nên thế giới này, tôi nhắc lại, nó chính là những gì mà chúng ta cảm nhận nó và chúng ta đánh giá nó. Cũng ngay trên cái hành tinh này, người không biết Phật pháp sống theo cái mình thích, hoàn toàn chạy theo cái tham sân si, thì cái trái đất này nó là cõi đọa. Nhưng nếu trên hành tinh này mà người ta biết sống theo cái tinh thần của thập thiện, là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, lắng nghe, chia sẻ, điều chỉnh kiến thức, thì cái thế giới này nó là cõi dục thiền. Nếu cái hành tinh này nó là chỗ người ta tu tập thiền định samatha, người đặt sơn thiền, nhị thiền, tam thiền, thì cái hành tinh này nó là cõi thập thiền. Còn nếu thế giới này mà nó là cái chỗ của các hành giả tu tập tứ niệm xứ, thì thế giới này là trụ xứ của thánh nhân, dù người ta có đại có đại. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, trước mặt chúng tôi có thể là những người chưa từng có cái thiện cảm với Phật pháp, có thể có những người chỉ từng biết đến Phật pháp qua những cái bài bái sám tụng niệm réo gọi chư Phật Bồ Tát lắp 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 lắp. Trước mặt chúng tôi có thể là những người đã từng học qua một hai lớp A Di Đà mà hay không. Trước mặt tôi có thể là ai đó mà từng tham dự những lớp thiền bảo của Miến Điện, cái gì đó mình biết. Bởi vì mặt đất nó còn gồ ghề đó như là người trở về chỗ khác. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà chúng tôi muốn kêu gọi trong cái buổi giảng chiều nay tại cái đạo tràng này, đó là chúng tôi thiết tha mong mỏi quý vị Phật tử có một ngày sống chậm lại đi, sống chậm lại để xem, để chiêm nghiệm lại điều mà chúng ta đã chia, chúng tôi vừa chia sẻ chiều nay tại đây. Sống chậm lại để chi, để thấy rằng ồ thì ra thế giới này chỉ là cái chỗ hiện hữu và hoạt động của sao khác. Thế giới này nó có được an lạc hay không là nó nằm ở chỗ mỗi người làm gì với sáu căn của mình. Nó có những kiểu ăn mà chỉ cho riêng mình vui, và có những kiểu ăn khiến cho người khác vui, có những cái kiểu nhìn, có những cái kiểu nghe mà khiến cho riêng mình vui, và có những kiểu nhìn, kiểu nghe mà khiến cho người khác được vui, cho người khác kiểu vui. Bởi vì tôi nhắc lại, đời sống nó chỉ là sự hoạt động của sáu căn. Thì như vậy khi các vị đi câu cá có phải là sáu căn làm việc đúng không? Và khi các vị đi tụng kinh là sáu căn đang làm việc, các vị ngồi thiền là sáu căn đang làm việc. Như vậy thì khi mà các vị đi câu cá, các vị đi nhậu nhẹ, các vị đánh bài, các vị tiêu khiển bằng cái trò không có lành mạnh, thì lúc đó sáu căn cũng đang làm việc. Nhưng mà cái kiểu làm việc đó là làm hại mình, hại người, trước mắt là hại bản thân, hại gia đình, hại xã hội, hại đất nước, hại dân tộc. Bởi vì đó, sáu căn làm việc với sáu trần bằng một cái tâm tình hiền thiện, bao dung, cảm thông, chia sẻ, vị tha, phong thân, thì cái kiểu sống đó, kiểu làm việc đó của sáu căn, trước mắt nó làm cho mình an lạc, và nó sẽ tạo ra một cái sự lan tỏa, nó tạo ra một thứ từ trường tác động tích cực lên mọi người chung quanh. Chúng ta có quyền, chúng ta phải nhìn nhận với nhau đó rồi. Khi chúng ta đến đạo đạo tràng này, có người đến để nghe, để thu gom thêm chút gì đó cho kiến thức, có người đến lắng nghe để mà có một cái sự xây dựng, để nhắm tới một cái việc xây dựng nào đó cho cái tâm tình của một người Phật tử, trao dồi định tâm, trao dồi trí tuệ, trao dồi tính tâm rồi định tâm rồi tuệ tâm, tùy cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà tụi chung lại, nếu chúng ta biết lìa bỏ nhu cầu vật chất, quay về với nhu cầu tâm linh, thì chúng tôi đoan chắc rằng trước mắt thế giới này đang được xây dựng. Tôi nhớ một nhà thơ Hải Mạo có câu thế này: xin cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ những lẽ lòng. Cái câu đó rất là dễ thương. Và khi tôi đọc cái câu đó ở Lân Nam, có thể có người cảm nhận sâu tôi. Tôi nhận các vị hoàn toàn trả lời. Chứ tôi rất thích cái câu đó. Tôi đọc lại nha: xin cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ những lẽ lòng. Có một buổi chiều vàng mà các vị lang thang một mình bên rút bạch cổ ngư ở lòng hồ Tây, tình cờ nhìn thấy lề đường có một đóa hoa nhỏ xíu, một tím tím,
hồ vàng vàng nhạt, nó đang lung lay trong gió. Một chút hoa nhỏ xíu chưa bị một cái bàn tay thô bạo nào đó dọc lên, một chút gió chiều, một chút nắng nhạt, nó làm nên một sự cộng hưởng của cái đó hoa đó. Mình thấy một cuộc đời cũng đẹp lạ. Tới lúc mình cảm ơn cái bàn chân ăn nó chưa kịp dẫn đó hoa, làm cho cuộc đời nó còn giữ một góc đẹp, dù cái góc nó chỉ là một mét vuông thôi. Thì xin cảm ơn hoa đó vì ta nở thế giới vui từ những lẽ thôi. Trên cái con đường đời tấp nập xuôi ngược đó, ông đi qua bà đi lại nó biết bao nhiêu là người thiên hạ, biết bao nhiêu là thông tình trên con đường đó, mà trong đó mình biết có những người họ đang có mặt trên cái dòng chảy đường đường đó bằng cái tấm lòng. Họ từ sáng đi làm, chiều nay họ về sẽ sống tỉnh lại, thì tôi cho đó là sự đóng góp rất là lớn. Và cũng chúng tôi cũng muốn mượn buổi chuyện chị đây, chúng tôi đã bị một cái suy tư nhỏ của chúng tôi, một suy tư rất là chân thành, hoàn toàn không có ẩn ý. Đó là với cái điều kiện của Hà Nội về cơ sở vật chất, với cái đạo tông của Phật tử Hà Nội, thì trong quá khứ cũng như trong hiện tại và sau này nữa, chắc chắn sẽ có không ít tâm ly ở các miền trong và ngoài nước về đây để mà có những buổi nói chuyện, những buổi học tập với bà con. Tôi chỉ xin các vị nhớ một chuyện, tâm ly nào cũng chỉ là một cơn gió đi qua đời mình, lời hướng dẫn nào cũng chỉ là những dấu ấn cá nhân. Giá trị đích thành và cốt lõi của mỗi hướng dẫn nằm ở chỗ đã giúp quý vị được cái gì, hãy quên đi cái người nói cho mình, mà hãy nhớ là người ta nói cái gì. Cái giá trị của một cái phiên chợ không phải là cái phiên chợ đã được tổ chức ở đâu, ai là người bán hàng, mà giá trị của mỗi phiên chợ là ta đã mua được gì từ cái phiên chợ đó. Mỗi một chúng ta nói nó hơi ác, nó hơi đời một chút, mỗi một buổi học mặt này là một phiên chợ. Và mỗi một người, mỗi một nhà sư ngồi giảng đây cho quý vị nghe thì là một người đang bán hàng. Cái quan trọng nhất là quý vị đã mua được gì và các vị đã thu hoạch được gì, mình nhớ cái quan trọng nhất là những bằng mở trợ. Không mua đồ, không mua cái nguyên liệu nấu ăn mà độc hại mới là bước một. Bước hai, về mình có rửa sạch hay không, đó là bước hai. Bước ba, xào nấu như thế nào cho nó ngon miệng. Và bước thứ tư, ngon miệng chưa đủ, vì có những món ngon mà không hài lòng thì cái gì có nghĩa là nghĩ nè, đi chợ không có lựa đồ độc hại, lựa rau sạch rồi những thứ khác, thứ những thứ đàng hoàng an toàn ăn, đó mới bước một. Nhưng mà các vị dù không có dùng cái nguyên liệu nấu ăn độc hại, nhưng mà cách nấu các vị có thể làm thức ăn độc hại chứ, cái đó dầu á có thể nó thành độc hại, không phải do mình, dạ, do mình xử lý. Cho nên lựa chọn thức ăn ngoài chợ mới là một bước. Bước hai là về xào nấu như thế nào. Bước ba, mình ăn như thế nào, có người tiếp một chút rượu để là làm sao hâm ăn tiếp. Hâm hai là cái lên gan lẫn đủ, biết gì lắc như là đủ nữa. Chú về tăng ni về đây thiết dậy, dầu đó là ngày ba ốc xe đo, dầu đó là một pháp sư tăng tài, thì cái mà các vị được nghe đó, tôi giả định nó là những món nguyên liệu tuyệt hảo. Nhưng mà vấn đề tiếp theo các vị về, các vị xào nấu với riêng mình, mình xào nấu kiểu gì, đó là chuyện khác. Tôi kể các vị nghe của chị đau lòng. Ở trong một cái thiền viện ở Đại Danh luôn, có một nhóm hành giả đang đi kinh hành, hành giả từ Việt Nam đang đi, thì họ biết thấy có một bà cũng từ Việt Nam đang đi, thế này đi cái bao bước lùi, đang đi tự nhiên bước lùi, thì họ thấy lạ. Một lần họ không hỏi mà mã mất luôn, nhưng mà đó tôi thấy ai mà lạ lắm, đang đi tự nhiên bước lùi. Lần thứ hai, lần thứ ba cuối cùng cả đám xùm xì với nhau, phải hỏi bà tại sao. Bà là người đồng hương mà mới đi tu với mình mà bà lạ lùng, nó phải hỏi bà là sao. Thì đợi một lúc mà bà ngừng lại uống nước thì cả đám buồn được hỏi bà. Tôi tò mò quá, bữa nay tôi mới có dịp hỏi là
tại sao mà cô cứ đi một lát rồi cái cô đi lùi ra làm sao? Cô nghe cô trả lời này. Bộ mấy cô với cậu không có nghe thiền sư dạy, khi mình đang đi kinh hành mình phải niệm dở lấy bước nào, không được bỏ sót. Ta phải cái quan trọng, nếu ta bị thất niệm, ta quên niệm thì ta phải làm lại từ đầu. Cái chuyện làm lại từ đầu có nghĩa là sao? Là mình niệm tiếp, mình vẫn đi tiếp tục và vẫn tiếp tục niệm. Còn cái vụ quên hồi nãy là coi như là không có. Nhưng mà nàng lại hiểu khác. Nàng lại hiểu rằng khi con đi mà con quên thì con làm lại từ đầu, có nghĩa là con gà số ve. Cho nên nó có bao nhiêu là cách hiểu lời Phật, nó có bao nhiêu, nó nhiều lắm, nó biết, nó nhiều lắm. Và tôi còn nhớ bên Nhật ấy, nó có cái thiền viện, mà cái vị viện chủ cũng là thiền sư già lắm rồi, già lắm rồi. Bữa đó ngài mới họp thiền sinh giáo chúng cả trăm người lại. Ngài nói bây giờ thầy lớn tuổi rồi, thầy muốn tìm người để truyền y bác. Mà trong đám mấy con là toàn là những là nhân tuyển xuất sắc. Thầy muốn tìm một người xuất sắc, trong đám xuất sắc để mà truyền y bác. Mong là chiều nay là thầy phải nhất định mà trong cái đó, trong cái chuyện mà tìm người. Thì ông mới dắt đi một đám ra ngoài sau vườn chùa, có một cái hồ nước lá rụng đầy bên dưới, đen ngòm và bốc mùi hôi lắm, rất là khó ngửi. Ông thiền sư mới nói thế này: thầy làm sao thì các con làm vậy? Thì ông mới đưa ngón tay vô trong nước rồi ông mới bỏ vô miệng, mà ông đứng bơ điềm nhiên thanh thản lắm. Cổ đám học trò thì nó cũng thọc cái ngón tay xuống dưới cái hồ đó rồi nó bỏ vô miệng, mà đứa nào cũng nhăn mặt hết, nó đắng, nó hôi. Còn ông thầy thì nhúng xuống dưới rồi bỏ vô miệng thì ông mặt nó thanh thản. Thì sau khi quan sát xong cái lắc đầu, ông nói thì ra cả một thiền viện bao la trùng trùng thiên hạ đấy, mà ta không thể tìm ra một người hiểu được cái dụng ý của ta để mà ta bảo trì đi bạn. Chỉ chút xíu mà bắt chước không giống, ta bỏ vào hốc này rồi ta để cho miệng hốc này. Còn cái đá tự tốn thì học lót nào thì đưa ngay món đó. Bắt chước không giống. Yêu nhau mà lại bằng 10 phụ nhân. Thế nhưng mà lại bằng 10 phụ nhân. Phải đúng vậy. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần ở trong triết học kinh dịch, triết học kinh dịch của Trung Quốc ấy, nó có một khái niệm là hình di thường. Hình di thường tức là mình đọc sách, mình quan sát ý nghĩa của đọc sách mà vượt khỏi cái lớp vỏ ngôn ngữ, gọi là hình di thường. Người Tây Phương họ gọi đó là cái cách đọc sách theo cái kiểu quan sát cái phần dưới của tảng băng sơn. Ở đây là băng sơn trên năm đừng có những cái khối bằng nó trôi nổi trên biển, thì cái phần nổi luôn 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 nó chỉ là 1/3 của cái khối tổng thể đó thôi. Thì mình học lời Phật cái lần học là mình phải kiêm nghiệm cái phần bên dưới, bởi vì không thể nào mà chúng ta có thể dùng ngôn ngữ để lột tả một vấn đề mà người khác chưa biết. Vì cái đồng ý là ví dụ như các vị chưa từng uống cà phê, chưa từng ăn sầu riêng, thì các vị có đọc cuốn sách ngàn trang mà mô tả về cà phê và sầu riêng các vị không hiểu. Trong khi đó tôi không cần quý vị đọc sách, tôi cho lấy miếng cà phê tôi cho quý vị nếm nó xong. Cho nên đó là lý do tại sao kinh điển chỉ là phương tiện mà thôi. Và bên kinh điển bắt không thì họ dùng cái hình ảnh đó là lấy ngón tay mà chỉ trăng, muốn nhìn mặt trăng thì làm ơn chỉ xem ngón tay là cái mũi tên chỉ thôi, chứ còn đừng thấy người ta chỉ mặt trăng hoặc cái chăm mình nhìn ngón tay, để cả đời mình chỉ nhìn thấy cái ngón tay. Và không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần tôi đã hỏi Phật tử thế này: có bao giờ quý vị nhìn vô mặt gương mà không thấy mặt gương không? Có không? Đó, tại sao? Lúc đấy mình chỉ nhìn cái sự tượng mình thôi. Ở đây, nghe bài này nói đúng không? Có lúc nào mình nhìn vô mặt gương mà mình không thấy mặt gương không? Thấy mặt mình, thấy mặt gương. Ai? Thấy mặt mình. Có biết là nói vậy? Chắc
đám tóc vàng chỉ một người giết được một nữ, một đám tóc vàng chỉ một người không được đúc. Khi nào mình muốn nhìn mặt mình đó, thì mình không thấy mặt gương, có đúng vậy không? Và khi nào mình tập trung mình ngó mặt gương thì mình không thấy cái mặt của mình, có đúng vậy không? Nó đơn giản như vậy mà không dám trả lời. Đơn giản quá, cũng có mặt gương đó, mà khi mình có lòng mình nhìn cái mặt của mình ấy, thì mình không có thấy được cái mặt gương. Mà khi nào mình muốn nhìn cái mặt gương thì mình không thấy được cái mặt của mình. Đơn giản quá, lời Phật cũng vậy. Khi mà mình đọc kinh, tùy vào cái cách mình quan sát, mình thấm thía mà mình thấy được cái gì. Có một câu chuyện này, là có cái anh nhà quê, anh cả đời không thấy cái gương, anh đi ra chợ anh mua thấy cái gương anh đem về anh giấu trên cái mái lá, lâu lâu thấy vợ con đi bắn đạn lao anh coi một lần cho nó đỡ nhớ, anh thích cái miếng gương đó lắm. Thì cái cô vợ cũng hay ghen tuông mà lại tò mò, cô không biết chồng giấu cái gì trên đó, cho nên đợi lúc chồng đi bắn cô cũng bắt cái thang cô leo lên đó cô lấy cái gương cô coi, cô nói trời ơi con nhỏ xấu quá nhưng mà ngày nào cũng xấu. Mình nghe hiểu không? Có nghĩa là bà đánh giá vấn đề là qua bà, cái mặt xấu quá mà bà không ngờ cái đó quá là mặt của bà. Nghe hiểu chứ? Cho nên đọc kinh Phật của mình, đọc kinh Phật là mình quán chiếu như thí dụ tôi nhắc tôi mới giảng cái này mới ngàn qua trong Sài Gòn. Tiếng Bali là một thứ ngôn ngữ có chia từ. Thế trong tiếng Việt Nam mình nè, tôi ăn cơm. Chị ăn cũng biết là A và N nè. Một tỷ thằng ăn cơm thì cũng A, N nè. Cả hành tinh ăn cơm thì cũng chỉ A, N nè. Nhưng mà ở trong nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn trong tiếng Nga, chẳng hạn như trong tiếng Pali, trong tiếng Latin, trong tiếng Hy Lạp, những ngôn ngữ có chia đó, thì cái chữ ăn này nó tùy lúc, tùy chỗ mình viết khác nhau, cũng có biết cái đó không? Nó là thì quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ gần hay là quá khứ xa, quá khứ bất định hay là quá khứ xác định, rồi nó là số nhiều hay là số ít, ngôi thứ, nó còn cái ngôi nữa, kiểu như là tôi ăn, anh ăn, các anh ăn, chúng tôi ăn, cô ấy ăn và bọn họ ăn, thì tùy chỗ mà cái động từ nó chia đây có biết nào không? Hiểu không? Ok. Thì ở trong Bali đó, cái bạn giải thế này, tỷ kheo thở ra dài biết rõ rằng ta đang thở ra dài. Tại sao có chữ ta đó? Là bởi vì cái đuôi của động từ. Tôi nghe hiểu không? Cái động từ của nó bắt buộc phải ngày dùng cái chữ là tôi mà. Đang thở ra dài tỷ kheo biết rõ rằng tôi đang thở ra dài. Thật ra cái chữ tôi nhỏ đâu nó ra không, mà nó do dựa vào động từ mà dịch giả họ đành phải dịch là tôi. Nhưng mà khổ thay, người hôm nay đi đọc cái đó thì lại hiểu khác, hiểu rằng đó là khi mình đang hành thiền thì mình phải niệm rằng tôi đang rằng ra nguyên cái câu tôi trần chân như thế, to đùng như thế này, có biết cái kiểu không? Lẽ ra mình chỉ nên ghi nhận hơi thở dài, hơi thở ngắn, còn cái chuyện mà tôi đang thở ra dài, tôi đang thở ra ngắn, cái chuyện tôi đã ở đâu nó ra, là thấy do giữa một tôi động từ kia, hiểu không? Các vị biết hồi xưa đó Phật thành đạo đấy, năm 55 tuổi Phật không muốn đi thuyết pháp, mà bởi vì Phật thấy trước là có những đám người như thế này. Nói chuyện sống là cái gì? Không muốn ra, đang là tình đầu và tình cuối. Cho nên tôi nhắc lại, thế giới này nó chính là cái gì mà chúng ta cảm nhận nó hôm nay. Các vị nghe chúng ta thì nam ra, các vị cũng có lòng bị lợi, bị dữ. Nhưng mà cái quan trọng là các vị nghe được cái gì từ chúng tôi, đó mới là bước một thôi. Bước hai, các vị đánh giá, các vị nhận xét cái đó, những cái lời đó theo cái kiểu của các vị tiêu hóa nó, các vị gặm nhấm nó theo kiểu gì, thì đó là chuyện khác.
ở trong Nam tôi biết có một vị thượng tọa, nó không có ngay lên tới hòa thượng, tức là theo trong đạo ấy, là từ đấy đó, lên tới thượng tọa rồi lên tới hòa thượng rồi lên bằng hào luôn. Thì là vị này nó lên tới hòa thượng rồi, vị này có cái bệnh rất là lạ, vị này có cái bệnh rất là lạ, là người ta ăn đường nhiều người ta sẽ bị tiểu đường, còn vị này ăn thả vàng cũng sao hết. Là bởi vì sao? Là vì cái cơ thể vị này nó không có cái khả năng nó không có đủ hấp thụ được. Vị này phải ăn đường 10 á thì nó mới hấp thụ có 3 thôi. Và có những người rất là kỳ, họ chỉ ăn uống tầm 7 tầm 3 cái tỉnh thôi là nó sẽ kết vôi ở trong cơ thể của họ, cái bị kháng chịu. Thế hạn như tôi chỉ cần tôi uống nước ít một chút là nó thành sỏi thành sạn, mà đối với người khác cũng sao hết. Rồi có những người họ cũng ăn muối không có kiêng dè, không kiểm soát, không sao hết. Mà có người ăn muối mà không có kiểm soát nó sẽ dẫn đến tăng sâu. Rồi có người thì cứ là dầu mỡ ăn thoải mái sao hết, rồi có người dầu mỡ ăn vô nó sẽ bị cholesterol hoặc nó sẽ gây cái chứng khó tiêu. Như vậy thì cái thức ăn ăn vào có thể giống nhau, nhưng mà do cái thể tạng thể chất của mỗi người đó mà nó làm cho cái khả năng hấp thụ của mình, cái khả năng tiêu hóa không giống nhau, thì Phật pháp cũng vậy. Phật pháp cũng vậy, tùy thuộc vào cái căn cơ, cái túc duyên của mình mà mình có gặp được chánh pháp hay không. Chưa hết, đến được chánh pháp rồi chúng ta chú ý đến cái gì nhiều nhất và chú ý bao xa bao lâu, rộng bao nhiêu, cạn bao nhiêu thì nó lại một vấn đề khác. Cho nên tôi muốn giải đáp cái gì qua cái buổi nói chuyện chiều nay, tôi muốn nói đến nhiều chuyện lắm. Chuyện thứ nhất, Phật pháp có ra sao đi nữa thì cái quan trọng vẫn là cái khả năng cảm nhận của chúng ta. Và một điều nữa, một điều rất quan trọng, muốn cảm nhận được Phật pháp không thể nào ngồi yên mà dùng cái trí tuệ từ chương suy lý diễn dịch, mà cái tinh hoa của Phật pháp chỉ có thể được tiêu hóa thẩm thấu đúng mức bằng một con đường duy nhất, đó là hành trì. Và các vị sẽ hỏi tôi cách hành trì nào, chứ hành trì nó mong lung lắm. Thì chỉ đầu tiên tôi xin nhắc đó là chỉ chánh niệm. Không có một cái pháp môn nào, dầu là hành xả kham nhẫn thiền định lập lập lại, không có pháp môn nào mà có thể có được ở một người thất niệm. Thất niệm là sao? Là không biết rõ cái gì đang diễn ra, đang xảy ra, đang có mà. Khi mình biết rõ rằng mình đang như thế nào thì tôi tin chắc tình hình sẽ được cải thiện rất là nhiều. Cái bẫy của thiên hạ này, cái bẫy của nhân loại là không biết rõ mình đang nói gì, đang nghĩ gì. Khi chúng ta không biết rõ mình đang nói gì, không biết mình đang nghĩ gì thì chỉ đầu tiên mà chúng ta không có lường được cái hậu quả của nó. Mà không có gì bẫy cho bằng chúng ta hành động, nói năng, suy tư mà không biết rõ rằng mình đang làm cái gì và cái này sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế nào. Đó là bẫy vô cùng. Mỗi một ngày trên thế giới có biết bao nhiêu cái chết, biết bao nhiêu tai nạn là hoàn toàn là do những tâm hồn thất niệm. Trên xa lộ của anh tài xế thất niệm dẫn đến tai nạn. Ở trong vòng mặt ông bác sĩ thất niệm cũng dẫn đến tai nạn. Tôi nói cái chuyện này các vị nghe có lẽ hơi khó tin. Ở Mỹ một năm có không dưới 100,000 bệnh nhân. Hơn 300 triệu người Mỹ mỗi năm có không dưới 100,000 bệnh nhân chết tức tử do lỗi lầm sơ ý của bác sĩ. Đó là con số rất lớn, lớn kinh. Nghĩa là lẽ ra cái người bệnh nó có thể sống thêm ít lâu, lẽ ra người bệnh nó có thể chữa khỏi cái bệnh đó, nhưng mà chỉ vì sơ ý của bác sĩ mà 100,000 người đã phải chết. Tôi gọi là cái chết tức tử, chỉ là gì có thật. Cho nên ngay cả cái chuyện mà các vị đốn cây, ngay cả cái chuyện mà quý vị xả, nó cũng là những cái hệ quả của cái người sống chánh niệm. Với một người có chánh niệm ấy, thì họ sẽ không làm cái chuyện đó. Các vị thử tưởng tượng, nếu trong nhà người người ở trong nhà, trong xã hội thì nhà nhà người người luôn sống có chánh niệm, thì làm sao các vị có thể đủ cái sự thiếu trách nhiệm để mà có thể lượn ném rác các người bạn. Cái người sống chánh niệm mới có thể sống trách nhiệm.
mà cái thiếu trách nhiệm trước mắt là thiếu trách nhiệm đối với mình, thì tức là thiếu trách nhiệm đối với gia đình, và sang là thiếu trách nhiệm đối với xã hội. Mà một cái xã hội, một cái đất nước, một cái dân tộc mà gồm toàn là những người sống thiếu trách nhiệm thì nó đi về đâu? Cho nên muốn kiến tạo thế giới thiên đường thì chuyện đầu tiên mỗi con người phải xây dựng mình trước khi mà xây dựng xã hội. Narustin là một nhân vật hóm hỉnh nhưng mà rất minh triết của thế giới Hồi giáo. Ông năm 80 tuổi trên giường bệnh, ông thiều thào nói với con cháu thế này: năm ông 20 tuổi ông muốn thay đổi cả thế giới, năm ông 40 tuổi ông muốn thay đổi xã hội xung quanh ông, năm ông 60 tuổi ông muốn thay đổi người trong gia đình, và năm 80 tuổi ông cũng muốn thay đổi bản thân mình. Và tôi còn nhớ một câu khác của Dan Carnegie người Mỹ, bà nói một câu rất là dễ thương: nếu ta không thay đổi được màu trời thì ta có thể thay đổi được cái cặp mắt kính. Mình có rất có trường hợp mà mình đóng góp thế giới mà mình không thể thay đổi được nó thì thôi, thì mình quay về mình sửa mình. Người ta nói nồi nào hấp chung nấy, nhưng có những trường hợp nồi với nắp không ăn khớp thì mình phải chọn một trong hai để mình sửa, rồi mình sửa cái nào? Cái nắp. Tại sao? Cái nồi thì đúng nấu. Tại sao? Nếu mà nồi nắp nó không có tương ứng với nhau thì mình sửa cái nào? Có nó sửa nắp. Tại sao lửa cái nắp còn sửa cái nồi? Tại vì cái nồi bản chất cái nồi là để nấu chứ cái nắp không phải để nấu. Tôi ngửi của thông minh mà xích chút của thông minh. Cái nắp nó dễ sửa hơn. Nghe kịp không? Cho nên có cái anh chàng là sống rất hạnh phúc với vợ, mà cô vợ thì rất là chua ngoan, đanh đá, dễ ghét lắm. Mà anh sống được 30 năm thì bạn bè nó hỏi là: tôi nể anh thiệt, bả như vậy không tôi bỏ 8 đời rồi. Thì anh trả lời thế này: hồi đầu tôi muốn sửa bả, cuối cùng sửa một cái là tôi sửa tôi. Sửa là sao mà tôi sống như vừa với bà. Đừng có cười, nghiêm túc, rất là quan trọng. Chúng ta không thể nào bắt thi hết này, nó phải chiều theo mình. Thôi thì người tu Phật có một lúc nắng sao cho nó vừa với đời, tùy duyên mà bất biến. Người quân tử như nước, nước để vào cái chậu tròn thì nước nó, cái khối nước nó tròn, để vào cái chậu vuông thì nó vuông, nhưng khi trả về đại dương thì nước vẫn là nước không hình dạng. Nghe kìa. Nếu mà ở đây mình muốn là thiền mà hồ quá, thay vì tôi sách túi tôi đi, đó là giải pháp một. Nhưng mà giải pháp hai, giả sử như tôi không thể bỏ đi thì sao? Thì tôi phải ngồi tôi gặp chứ sao? Có điều lúc tôi sửa tự kiến hay cách âm. Nghe kìa. Cho nên đó là kinh nghiệm trong đạo Phật. Một là chúng ta lìa bỏ nơi chốn hoặc cái con người nào mà mình gọi là chướng duyên, nhưng cũng có trường hợp nhắm không lìa bỏ được nó thì mình phải biến nó trở thành một cái cảnh để quan sát như là một sự thỏa hiệp. Có một vị thiền sư Miến Điện ngày cho mình kinh nghiệm rất tuyệt vời. Hành giả đệ tử lên hỏi thưa thầy: con ngồi thiền mà anh đau quá, đau con chịu không nổi thì con phải làm sao? Thì ngài mới nói là cái đau lúc này, con nhớ nha, khi con đau con nhớ, cái đau lúc này nó không bằng cái đau lúc hấp hối. Mà nếu mà cái đau này mà con chịu không nổi thì mai mốt trên giường chết làm sao con chịu nổi. Anh nghe như vậy trở về, anh ráng cắn cho đến lúc mà ba ngày năm ngày anh lên thưa thầy cũng đang ok rồi, con vô ngồi nó không còn đau nữa. Nghe kịp kịp. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai cũng không hiện sinh nữa. Một hành giả hát lên thưa với ngài: ý như vậy thưa thầy, con đau quá, con chịu không nổi, con phải làm sao? Thì giao bằng đau thì đổi tư thế. Thì ông nói: sướng vậy hả thầy? Đứa giản vậy đó. Con sợ là thầy bắt con phải gồng giống như ngài, giống như trường hợp ông kia này không? Căng tâm mỗi người mỗi khác. Ông kia mà chỉ cần mà thầy kêu cõi là ông không có tu được. Suốt ngày ông cứ kiếm cái sướng, ông đi cũng không nghe được. Kiếm cái gì tiện, kiếm cái gì dễ. Nhưng mà riêng ông ấy thì thầy thấy ok. Con thấy đau thì con cứ đổi. Nhưng nhớ thì một điều: đau, niệm đau, lúc đổi nhớ niệm đổi. Vì dễ chịu hay khó chịu đều là cảnh để quan sát. Đấy là cái câu bằng vàng phải không thưa thầy?
Thuận duyên cũng là cái để ta nhìn, mà chướng duyên cũng chỉ là cái để ta nhìn, không hơn không bớt. Cho nên đêm hôm qua tôi giảng ở ở Sài Gòn, tôi mới nhắc lại câu nói của Marie Curie. Bà nói thế này, cái câu này nếu mà nguyên văn tiếng Anh thì nó hay tiếng Việt. Trong tiếng Việt thì ghi thế này, trong tiếng Anh nó là nothing to be feared but to be understood. Có nghĩa là trên đời này không có gì để ta sợ, mà chỉ có cái cần được ta hiểu thấu mà thôi. Tôi nhìn cái mặt mình biết cái câu này. Nó giống như là tôi đãi tôi nấu yến, tôi đãi cho một đám người bị tiểu đường vậy. Nấu yến với đường phèn, mời lên đúc cảnh họng. Thưa thầy, con tiểu đường. Cái câu đó rất là hay. Trên đời này không có gì để ta sợ hãi, mà chỉ có những cái cần được hiểu thụ. Ví dụ trên giường chết, cái chết không có đáng sợ, mà sự sợ chết mới là cái đáng sợ. Hiểu không? Cái chết thật ra nó chỉ mất có 3 giây là xong rồi, nhưng mà sự sợ chết nó có thể kéo dài tới mấy chục năm, đúng không? Đó là một câu. Câu thứ hai, trên đời này không có gì đáng sợ bằng bản thân lòng sợ hãi. Hiểu không? Hiểu được rồi đó không? Thí dụ như mình sợ con gián, thật ra con gián nó không đáng sợ, mà cái tấm sợ gián mới đáng sợ. Hiểu không? Cho nên cái câu này, cái câu bằng vàng, thay vì đeo bằng 7 đồng bảo thì lấy vàng cán rồi kêu thở. Tôi biết cái câu này đó. Tôi nhắc lại lần nữa 3 câu. Câu thứ nhất, trên đời này không có gì để ta sợ, mà chỉ có những cái cần được ta hiểu thấu. Thứ hai, cái chết không đáng sợ bằng lòng sợ chết. Câu thứ ba, trên đời này không có gì đáng sợ bằng bản thân lòng sợ hãi. Như vậy thì thế giới này, như tôi đã nói tới luôn nãy giờ, nó chỉ là những gì mà ta cảm nhận mà thôi, không có gì hơn, nó có gì đặc biệt hơn nữa. Ta thích cái gì đó, ta ghét cái gì đó là vì sao vậy? Là vì tiền nghiệp nó đẩy ta vào làm người Hà Nội, làm phụ nữ Hà Nội, làm đàn ông Hà Nội, cho nên ta mới thích hoa xấu, hoa gạo. Cái dân miền Nam nó thích hoa cá, hoa dâm mục, hoa thị phi. Nghe kịp chưa? Cho nên cái hạnh phúc và đau khổ nó chỉ đơn giản là có được cái mình thích hay là gặp cái mình ghét. Mà thích hay ghét nó không phải là hàng số bất biến, mà nó là cái gì đó rất là tương đối. Cái thích của người này không hẳn là cái thích của người kia, thậm chí nó là cái ghét của người kia nữa. Cái bị đấy, người da đen, người bị đen, cái mùi nó rất, cái mùi nước hoa của rất là khó ngửi, nó rất là nồng. Đó vì sao vậy? Vì mùi mồ hôi của họ rất là nồng, cho nên ví dụ mỗi thứ nước hoa rất là gắt để nó át được cái mùi hôi của họ. Rồi lâu ngày hồi đầu họ chỉ dùng nó về mặt kỹ thuật thôi, nhưng mà về lâu ngày họ nghiện cái mùi đó, cho nên đó, mình ở gần người Mỹ đen không chịu nổi cái mùi của họ, nhưng mà ngược lại trong đám đen là phải cái mùi đó như nhau. Thiên quen chậu, bởi vì cái mùi đó người khác chịu được, nhưng mà cái kẻ phối thổ của mình á, nó xa một đêm nó chịu được. Mà lấy cái áo dơ mình để phòng nó ngủ được. Nghe nói mà chứ tôi chưa thử. Rồi, nói đi nói lại, ngày chưa biết đạo ta chạy theo cái thực thích, ngày biết đạo rồi ta chỉ theo cái mình cần. Đó là bước một. Bước hai, buổi đầu ta không thể nào trong tích tắc mà bỏ hết những cái mình thích, chỉ giảm nó thôi, giảm cái thích để nhường chỗ cho cái cần. Từ từ thì cắt hẳn cái mình thích, chỉ giữ lại cái mình cần, và bước cuối cùng là về giảm biên chế trong những cái mình thấy cần. Thế như hồi xưa mình tắm mình phải có xà bông cho tóc riêng, xà bông cho cái mình riêng, từ từ mình lâu ghét mình thấy không cần nữa. Khi nào mà thấy tóc nó giòn nó khô thì mới dùng như là thuốc, chứ không cần phải mưa mè ống ngã nữa, đó là bỏ bớt rồi đó. Ngày xưa phải xài cái mùi gì cũng bây giờ không cần, quên thì tôi mới mặc nó thêm. Đặc biệt cho những người làm mê mỹ phẩm, cả những cái mùi nhân tạo đều là độc đó, người biết không? Người biết gì đó?
dầu đó là mùi nước hoa, mùi xà bông hay là mùi lạp 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 lạp, tất cả các mùi nhân tạo là đều là thật ra nó không có được thân thiện với cơ thể mình đâu. Ở đây mình nghĩ mình thích mình xài như Gucci, Chanel, Prada, các cái mùi đó nó thật ra nó không có tốt với cơ thể mình. Bởi vì nó là những thứ ngoại lai mà do cái đám nó thẳng ra luôn, là mấy đám nhà giàu đó lại, đám nhà nghèo mặc trước. Mà đám nhà giàu nó xài tào lao đó rồi, mà nó bị bệnh nó có tiền nó đi chữa, còn mình nhà nghèo mặc trước nhà giàu là bệnh là le nữa nha, chịu nha. Đó là chuyện thứ nhất, là những cái mùi thơm nhân tạo thật ra nó không có thân thiện với cơ thể mình. Và chuyện thứ hai, tôi nói cái này các bạn ngạc nhiên, đừng có dại dột mà bỏ tiền ra mua cái loại xà bông thơm để tắm. Vì sao vậy? Vì khi mà ta đi tắm mà cái mùi xà bông thơm nó còn lại trong cơ thể, có nghĩa là ta tắm chưa kỹ. Mà nếu ta tắm kỹ thì cái mùi thơm nó không còn nữa, thì bị mua về làm cái gì? Có nghe hiểu không? Yeah. Cho nên lúc đầu mình chưa biết đạo á, thì mình theo đuổi cái mình thích, biết đạo rồi giảm bớt cái thích chỉ giữ lại cái cần, sau cùng cắt hẳn cái thích chỉ giữ lại cái cần, và bước cuối cùng cắt luôn cái cần. Vì cần có nhiều cấp, cần dữ dội, cần ghê gớm, cần đến mức thiếu không được, nhưng cũng có trường hợp mình thấy cần trong tưởng tượng. Có cái đó không? Cũng cũng đã có cái smartphone cần, cũng cái đồng hồ đeo tay, đó là một chuyện. Mà nếu vì cái lý do đặc biệt là nó cần đồng hồ đeo tay, thì mình tự hỏi lòng mình đi, nó có cần thiết phải đặt tiền lắm không? Và đôi giày, mắt kính, ai đọc báo thì ai đọc sách đọc báo gì thì biết cái tác dụng thật sự, cái sự khác biệt rõ ràng giữa một cái cặp mắt kính đắt tiền và đắt tiền nó cũng có xa hơn lắm mình nghĩ đó. Để anh thầy hiểu chắc nghe tôi nói gì chắc mũi hơi sốc chút. Cái cặp mắt kính mát mà 100.000 trăm ngàn Việt Nam, tôi đang nói Việt Nam, cái cặp kính mát 100.000 so với cặp kính mát 3 triệu thì tôi phải xác định rằng cái chất lượng nó khác nhau rất là xa. Tuy nhiên cái cặp mắt kính mà khoảng 1 triệu cho tới 5 triệu 6 triệu thì nó không có khác nhau bao nhiêu hết. Theo tôi biết vậy, đó là của tôi đọc như vậy. Lúc giờ chúng ta đi chạy theo cái hiệu thôi, rồi chưa kể đồng hồ. Một cái đồng hồ mà nó mấy chục ngàn thì dĩ nhiên nó có cái giá trị nhất định so với đồng hồ mấy trăm đô la. Mà thực ra đồng hồ để coi giờ theo hôm nay đồng hồ phim thì tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 500.000 mình xài được rồi. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu các vị Việt Nam về bỏ cái đồ đắt tiền phải. Tôi chỉ vặt ra cho các vị thấy một số sự thật mà mình không mấy khi để ý mà thôi. Và có một điều thế này, người ta nói cái kẻ giàu nhất trên đời này không phải là người có tất cả, mà kẻ giàu nhất chính là người có thể cỡ nào sống cũng được, đúng không? Cái người cỡ nào sống cũng được thì mới chính là người giàu nhất. Còn cái anh mà cái gì cũng có thì bảo đảm với các vị sẽ có một ngày anh sẽ thấy thiếu. Tôi hiểu vậy đó. Bởi vì không có một khách sạn, không có một nhà hàng nào có thể chiều được một con người khó tính. Tuy nhiên cái người cỡ nào sống cũng được thì ở đâu trong cái gầm trời này họ cũng cảm thấy ok. Đó mới là người giàu nhất. Và cái phần dạy mình một điều rất là quan trọng là để các vị khác, cái gì không phải của các ngươi, ngươi nên bỏ bớt cho nó không có khổ. Mình chỉ nên làm chủ cái gì mà nó không bị mất kìa. Chứ còn cái gì mà nó có khả năng bị mất, làm chủ nó chỉ thêm khổ thôi. Nhớ cái này rất là quan trọng. Như cả trong tình yêu nó tự cưới một cái người không có khả năng làm cho mình yêu, cưới làm chi? Có hiểu không? Cưới một người mà không có khả năng làm cho mình yêu thì cưới làm chi? Thà mình tính sướng hơn. Mà nếu một cưới một người mà có khả năng làm cho mình ghen thì ngày cưới cũng là ngày chúc cổ. Tôi nhớ tôi kể trong rung, có một anh đã tổ chức 25 ngày cưới, lúc mà bạn bè cũng ly để mà ăn mừng chúc mừng anh, thì anh cũng xong rồi anh lén lén anh đi ra ngoài nhà anh ngồi khóc. Thì thằng bạn nó đi theo nó hỏi tại sao mày khóc, bữa nay kỷ niệm 25 ngày cưới mà. Cái anh lau cái mắt anh hỏi chứ mày nhớ 20 năm trước vì đâu mà tao có vợ mày nhớ không? Cái thằng bạn nó nhớ, người ta vu cho mày cái tội giết người, nhưng mà nhờ mày thương con gái mày tránh án, cái là ông tìm cách cứu mày.
và mày lấy con gái. Thì ông nói nếu mà ngày đó tao chịu ở tù hay không, chịu đang ra tù rồi. Nhưng mà chính vì cái ngày đó tao đã ở tù, tao lấy nó. Bây giờ chiều nay nè, tao mới biết ra mà tao 2 năm mà tao là chúng thân khổ sai. Cho nên trên đời này cái gì nó cũng có giá để trả đó. Và nếu mà cái vậy là cái gì nó không thuộc về mình nên buông nó đi, nhờ mẹ con mới khổ. Rồi nên nhớ lại nhìn tốt, xem các vị đang giữ trong tay cái gì, và những cái đó nó làm chủ các vị hay là các vị làm chủ nó. Tôi nghe hiểu. Bên Mỹ có một cô tử, cô kể tôi nghe một chuyện đau lòng lắm. Cô nói cũng thương mẹ con lắm, cũng thương lắm. Từ ngày con rước bà cụ qua Mỹ á, con đi hai vợ chồng đi làm, nhưng có một điều trước khi đi làm cũng nấu này nấu kia cho mẹ để tủ lạnh, thì dặn mẹ mỗi lần mẹ ăn thì mẹ lấy hay không. Hồi đầu mình cũng về mình hỏi thăm mẹ ăn được hay không, rồi mẹ thương mình nên mẹ cứ nói được. Khi mẹ nói được cái mình cũng là biết, mình cũng tin lời mẹ. Sau cùng một ngày mẹ đang nghỉ, tụi hai vợ chồng cho mẹ về xứ tức là về ải. Hai chồng nhắn nhiên lúc bị thương mẹ lắm. Ở mẹ nghỉ xong bây giờ con cái ở bên ngoài hết, tại sao mẹ đồ về bên đó, mẹ ở với ai? Thì lúc bà mới khóc, bà nói tôi ăn đồ hầm bụi mà không lại tôi ấn quá. Tôi thèm một cái cọng rau xanh mà luộc ăn tươi lúc sống nó sướng. Nghe kịp. Thì lúc đó bà vợ bà mới tá quả là bấy lâu nay bà đã thương mẹ theo cái kiểu của bà, tức là ăn mặc cho mẹ ăn sung mặc sướng rồi chở mẹ đi chùa với là ok. Nhưng mà không ngờ là bà đã thương mẹ thân cách của bà. Nhưng mà cái đó là cái này bà nói mình thương mẹ, mình tưởng mình quý mẹ nhất trên đời, nhưng mà thật ra khi mẹ về Việt Nam rồi thì con mới biết cái đối tượng mà con thật sự thương không phải là mẹ mà là chiếc xe. Là vì sao? Là vì hai vợ chồng mới mua chiếc xe mới đắt tiền sẽ là sáu mấy nghìn. Mỗi lần hai vợ chồng đi chợ ở trong siêu thị đi ra đảo một vòng con cái làm chạy hay không, hiểu mà nó đi với mẹ có bao giờ mà mình coi mẹ có đi chạy hay không? Không, mà cái chiếc xe thì sẽ xe chạy. Thì lúc bây giờ tôi mới nói như thế. Vậy thì hai anh chị coi kỹ là mình làm chủ chiếc xe hay là chiếc xe làm chủ. Tôi không nói thì hiểu. Có rất nhiều thứ mà từng người ở đây cứ kỹ là nó là của tôi, nhưng thật ra tôi là của nó. Cái bị nói là tôi cái bị mới mua được cái vợ tập hiểu cái chi 3.500. Tôi hỏi lần nữa cái giỏi của ai, cái bị nói giỏi của con. Nhưng mà tôi biết chắc một điều, quý vị có bị cái gì cái giỏi nó không có đau lòng, nhưng mà cái giỏi nó bị cái gì thì cái bị đau lòng. Mà nó tàn nhẫn cái này, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, thế rồi sau đó có con, có con. Trong cái khuynh hướng tâm lý chúng sinh kỳ lắm, mình yêu cái phiên bản của mình hơn là yêu cái cội nguồn của mình. Tại sao vậy? Vì cái phiên bản, qua cái phiên bản mình thấy cái tôi của mình nó rõ hơn là qua cội nguồn, hiểu. Đó là lý do tại sao mình không thể hiếu cha mẹ bằng mình thương con cái. Bởi vì qua con cái mình thấy được cái tôi của mình nó được tiếp nối. Còn đối với cha mẹ nó là cội nguồn của mình, nó tới nó đứt rồi, nó không còn tiếp tục nữa, hiểu không? Nhưng mà tại sao mình thương con cái là bởi vì con cái nó là cái điểm để mà mình nhìn và thấy được cái bóng dáng mà tiếp tục tồn tại nhân gian khi mai này mình không còn nữa, mà có cái gì nó phủ vàng cho mình. Đối với cha mẹ thì sao cũng được, nhưng con thì mình hết dạ mình chiều. Để là năm mà nó biết yêu người dân cũng là lúc bắt đầu nó quên cha mẹ. Và cái bi kịch buồn của ngày xưa được lặp lại hôm nay. Ngày xưa mẹ cha thì nhớ thương mình biết mình nhớ người tình xa xôi. Cuộc sống phủ vàng như vậy, nó phủ vàng như vậy. Tức là đến một lúc nào đó nó lớn nó thương thì như cái này ai có chồng có vợ thì biết. Khi mà mình miệng mình cứ nói hiếu, mà thật ra biết yêu người dân rồi thì cha mẹ chỉ còn là cái máy rút tiền của mình thôi. Mà mình rút đến lúc nào đó mình không rút được nữa thì nó có tới 1001 lý do để bye bye. Ra đi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm thì cái việc mà về thăm cha mẹ bắt đầu thưa dần. Rồi viện đủ cớ và nước mắt luôn luôn chảy xuôi, nước mắt không bao giờ chảy được. Cha mẹ thương con biển hồ lái lái mà có hướng cha mẹ tình tạng tình này, chỉ rất là đơn giản.
chúng ta yêu lấy cái phiên bản của mình, vì qua đó chúng ta thấy cái tôi của mình nó được tiếp nối, nó được duy trì, nó được kéo dài. Còn cái cội nguồn của mình, nó hết rồi. Chiều nay tôi nói cái vị cái tôi là chỉ buồn rồi thôi. Và khổ thay đó là bản chất của đời sống, bản chất của đời sống. Tứ đế là gì? Cái tứ đế là bốn sự thật. Cái sự thật thứ nhất, mọi hiện hữu đều là khổ, dầu đó là đắng hay là ngọt. Cái đắng thì nó là khổ đã đành rồi, mà là cái khổ trực tiếp. Nhưng mà cái ngọt nó cũng là khổ vì nó là cái khổ gián tiếp. Các vị nghe kịp không? Tại sao cái ngọt nó là khổ? Là vì đi tìm nó là khổ, có nó rồi phải giữ cũng là khổ, mà giữ không được cũng là khổ. Như vậy thì mọi thứ ở đời đắng hay ngọt đều là khổ, đó là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ thì ta thích cái gì cũng là thích trong cái khổ, đúng không? Nói gì cũng hiểu nữa. Nếu mọi thứ đều là khổ thì anh thích cái gì cũng là thích trong cái khổ. Nguyên đóng trước mặt tôi là đóng rác, thì tôi thích cái nào trong đó cũng là thích rác. Yes. Cho nên sáu căn sáu tầng là khổ, mà đam mê trong sáu căn sáu tầng tức là đam mê trong khổ, mà đam mê trong khổ tức là tiếp tục đầu tư cái khổ. Muốn hết khổ thì phải chán khổ, muốn hết khổ thì phải chán khổ, không muốn bị đánh nữa thì phải ly dị và thành chồng vũ phu. Chỉ đơn giản như vậy. Không muốn tiếp tục nuôi cái bà vợ bài bạc thì phải ly dị. Chứ còn cứ thấy bà bài bạc mà cứ nuôi con nợ nó tới nó xếp hàng một ống ở nhà thì nghĩ sao? Phải gì không? Cho nên tất cả mọi hiện hữu là khổ. Nên đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ. Muốn hết khổ thì không tiếp tục đam mê trong khổ nữa. Cái sự vắng mặt của niềm đam mê nó chính là gì bé? Sự thật thứ nhất là gì? Mọi hiện hữu là khổ. Sự thật thứ hai, đam mê nào cũng là đam mê trong khổ, mà đam mê trong khổ tức là đầu tư khổ. Đó là sự thứ hai là tập đế. Sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì phải chấm dứt cái sự đam mê đó. Thì cái sự chấm dứt đam mê đó chính là gì đấy? Và cái thứ tư, sự chấm dứt nó không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống mà nằm hả hỏng mình chờ xuống rồi, mà nó chỉ có được qua con đường hành trì. Đó là đạo đế, nghe kịp chứ? Cho nên hồi nãy tôi nói, chiều nay tôi nói cho bà con nghe toàn là chuyện buồn, là cho bà con thấy rằng không có thấy được khổ đế, không thấy được mọi thứ ở đời là khổ thì đừng hòng mà bỏ được nó. Phải thấy mọi thứ là khổ, phải thấy mọi thứ là khổ thì mới chán đó. Mà có chán nó rồi thì mới buông được nó. Tôi kể cho các bạn nghe một cái chuyện rất là nhỏ. Bản thân tôi và một vài người quen của tôi thỉnh thoảng dọn cái chốn xứ, dọn cái phòng của mình, và đều nhìn nhận ra một điều là cái đời này không có gì sướng như bằng một ngày nào đó mình liệng đi những thứ không thực sự cần thiết trong cái căn phòng của mình. Cái cảm giác nó đã vô cùng. Ngày trước mình đi ra phố mình thấy cái này đẹp, thấy cái kia đẹp, mình tha nó về, đó là một hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó nó không có bằng cái hạnh phúc của một ngày mình tống nó đi hết, nó là một thứ hạnh phúc khác. Cho nên hạnh phúc và đau khổ nó có hai thứ, đau khổ có hai và hạnh phúc có hai. Có cái gì đó khiến ta đau khổ và không có cái gì đó nên khiến ta đau khổ, nghe hiểu không? Và hạnh phúc cũng có hai, có cái gì đó nên ta đau khổ và không, xin lỗi, có cái gì đó nên ta hạnh phúc và không có cái gì đó nên ta là hạnh phúc, có đồng ý cái đó không? Cho nên toàn bộ hạnh phúc và đau khổ trên đời mỗi thứ thì chỉ có hai thôi. Chiều nay ra khỏi đạo tràng này chỉ nhớ trong đầu cái hai đó thôi. Hạnh phúc có hai, là do có cái gì đó hoặc là do không có cái gì đó, nghe kịp không? Và đau khổ cũng có hai thứ, do có cái gì đó và do không có cái gì đó. Và từ đó tham ái cũng có hai, tức là tập đế cũng có hai, muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó, hiểu không? Nghe hiểu gì? Cho nên cái hành thiền, hành giả không biết chạy trốn cái cảm thọ là chỗ đó, cứ là mong cho nó hết đau đó, gọi là mà mong cho mong cái việc siêu bỏ cái đen là xả thì đó không có như là sẽ cảm da, gọi là mong cho nó được mỏng mỏng, gọi là mong bây giờ bỏ gió bỏ ra cho nó mát, gọi là bị là cái bỏ máy nó hư mà thấy da nó hư thì nó sẽ sửa, mong cho sửa cho nó lại lẹ, bây giờ sửa một cái mà
thì không có bật máy điện chứ. Có điều hòa. Dạ. Có điều hòa bật 18 độ rồi. Nhưng mà nó không... À, chắc nấu nhiều lắm. Nó nấu có nhiệt độ mà nấu, nói mà nấu dữ tích nữa lắm. Thì như vậy thì khi mà các vị có ý muốn chạy trốn nó là khổ rồi. Nghe kịp không? Mà lạ lắm. Cái gì mà ta càng mong nó đến thì nó sẽ lâu lâu đến. Mà cái gì ta mong nó lâu đi thì nó ở mãi. Cái gì ta mong nó đừng đi thì nó sẽ mau mau đi. Và cái gì ta mong nó đừng đến hoặc là mong đừng đến thì nó sẽ đến rất là mau. Nghe kịp nha. Ai là hành giả thích niệm xứ làm ơn nhớ cái này rồi sắp lên ra. Đi học giáo lý của tôi thời gian thành đại ca sắm tuần lên. Ý bữa nay có ghi âm của nhạc không? Có. Có nghĩa là hạnh phúc có hai, có cái gì đó và không có cái gì đó. Đau khổ cũng có hai, có cái gì đó, không có cái gì đó. Từ đó, tham ái cũng có hai, mong có cái gì đó và mong đừng có cái gì đó. Và từ đó mình lại dẫn đến một cái kinh nghiệm của hành giả đó là khi ngồi thiền, đừng có lòng chạy trốn, đừng có lòng kiếm tiền. Khi có lòng kiếm tiền, cái gì đó trước mắt đó là tham ái, thứ hai sẽ thấy nó rất là lâu đến. Rồi khi có lòng trốn chạy cái gì đó thì trước mắt đó là sân sân tâm, mà thứ hai khi có lòng trông đợi thì nó sẽ thấy rất là lâu. Cho nên ông An ta là cha đẻ thuyết tương đối. Có người hỏi ông thì chỉ cái thuyết nó rất là khó hiểu, nó rất là trừu tượng. Ông có thể cho ví dụ được không? Ông nói được. Một tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh người mình thương nó lâu hơn 15 phút ngồi bên cạnh bạn mình ghét. Nhanh hơn. Hả? Một nắm tóc trên đầu á là trên đầu chỉ có được nắm thôi là. Nhưng một sợi tóc trong ly nước hình như hơi nhiều. Nghe hiểu không? Mình có đúng vậy không? Ở trong ly nước chỉ có sợi tóc mình thấy nó hơi nhiều. Nhưng mà bây giờ cả cái đầu mà chỉ có nắm thì hình như là nha. Chiều nay tôi nói tất cả những điều đó cho bà con thấy thì hình ra hình như thế giới này nó là một cái gì đó rất là phỉnh phờ, nó rất là thần thiết, không có thích. Mà ông Krishnamurti của Ấn Độ nói câu rất là dễ thương, nó là phải tập sự nhìn thấy sự thật để mình được tự do. Mình bị khổ, mình bị tù đày là bởi vì mình sống trong cái sự ràng buộc, trong cái sự tự dối bản thân. Một ngày đó khi mình thấy ra sự thật thì nó không phải như mình nghĩ. Cái vấn đề là do chính mình vẽ ma để mà tự nhát. Có nghe câu đó không? Vẽ ma nó tự nhát. Vốn dĩ nó không phải là như vậy. Nhưng mà vì mình, chính vì cái văn hóa, tôn giáo, chính trị, bla 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 bla, nó trở thành ra là những cái giá trị ước lệ do con người áp đặt và sáng tạo. Và nó trở thành ra là cái chuồng cũ nó giam nhốt chúng ta. Tôi nói hoài, mẹ sanh ra ta tay chân hoàn toàn tự do, lớn lên đi vào đời, đời dạy một mớ, trường dạy một mớ, sách vở dạy một mớ, tôn giáo dạy một mớ, thế là chúng ta có một mớ gì thép để ràng thành cái chuồng nhốt mình được. Trong khi tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là một hành trình sống tháo cởi. Một hành trình sống tháo cởi. Khi quan sát vào bản chất như thực của đời sống thì lúc đó mình mới thấy không có gì để mình chạy trốn và cũng không có gì để mình theo đuổi. Khi còn có cái để theo đuổi đó mà không giết được, bản thân nó làm cái khổ. Mà khi có lòng chạy trốn mà trốn không được đó, thì bản thân cái sự thất vọng đó là một sự đau khổ. Mà như vậy đau khổ và hạnh phúc nó chính do mình tạo ra. Các vị nghe kịp không? Khi hơi đang khỏe không chịu đi kiếm cái cây hoa về trồng, thế nó héo lòng buồn. Tôi nhớ một chú tiểu đó làm vỡ cái ấm trà của sư phụ, lo lắm, sợ lắm. Bởi vì có nhiều lần nghe sư phụ nói ấm này là cái ấm đồ cổ, chú sợ lắm mà cứ không biết vỡ làm sao. Rồi chú cứ cầm mấy cái mảnh vỡ chú ra là sao sao an của sư phụ chú còn biết khóc. Chú tiếc cái mình mà chú cũng sợ bị la thì sư phụ thấy vậy, sư phụ mới hỏi cái này. Con có biết tại sao sư phụ có cái bệnh này không? Chú tiểu con biết.
chắc sư phụ mua hay là ai cho sư phụ. Thì sư phụ hỏi gì chứ, sư phụ có cái bình này để uống nước hay để làm cái gì? Cái này dạy để uống nước. Thì sư phụ hỏi thêm là con có biết tại sao mà sư phụ dùng cái bình này không dùng bình khác? Thì biểu nó kẹp biết, có nghĩa là tại sư phụ thích cái bình này. Thì sư phụ nói, nếu mà sư phụ sở hữu một cái vật mà nó làm cho sư phụ khổ như con, sư phụ từ lâu đã không dùng nó. Sư phụ dùng nó với một cái niềm vui này, dùng nó để mà vui, sư phụ dùng. Còn nếu mà vì nó mất mà sư phụ phải buồn, phải sợ như con, thì từ lâu sư phụ đã đập bỏ nó rồi. Thà tự tay sư phụ đập bỏ nó còn hơn là để thấy nó bờ vỡ mà thằng học trò như con phải buồn. Hiểu. Sư phụ không sở hữu một vật mà làm khổ mình, khổ người. Cái câu nói đó có thể người ta không tin, nhưng mà nếu tôi là người sư phụ, có lẽ tôi cũng nói như vậy. Tôi không muốn sở hữu một vật mà làm khổ tôi, khổ người. Bữa nay tôi hy sinh, tôi nói cho người nghe một chuyện nhỏ xíu, nhớ đừng nói với ai. Khi tôi đi dạy học, tôi cũng có thương người ta chứ. À, cả một đám đông thế này, thì tự nhiên ai cũng ngồi nghe, đã một cái đất đi về. Trong khi có người họ đi ý mình, họ đi kiếm cái khăn giấy cho mình lao. Rồi họ đi nước đủ linh và chăm đô. Rồi có khi mình giảng ăn ban ngày, thấy mặt tái tái, mà chạy vô hỏi ở đây nấu cơm, thầy có ăn được không? Tôi có mua gì đó cho thầy ăn, chỉ bao nhiêu đó về khổ mấy tháng. Nhưng mà tự nhiên tôi về tôi suy nghĩ là tôi nghĩ đi theo cái cụ Nguyễn Du, người đâu gặp gỡ mày chi, trong năm biết có những gì hay không? Ok, cảm ơn. Bây giờ 4:30 cho các vị 30 phút các vị hỏi chúng tôi. Bởi vì sắp tới giờ của thượng tọa này, thượng tọa thì qua thượng tọa các vị sẽ được cảm nghe một thứ Phật pháp khác nữa. Các vị có hỏi gì không? Chúng ta còn mấy chục phút. Muốn nói thế này, tôi phải tự dạy tôi là thương chi một cái con người mà làm khổ mình. Nếu bây giờ mà cái người đó bằng một cách lạ nào đó mà tôi đem cái người đó về bếp tối thì có nên không? Làm chủ một chiếc xe mà quá ra nó làm chủ lại mình thì phải xét lại. Cứ mỗi lần đi siêu thị, đi chợ ra là đi vòng quá, có nói là chạy hay không? Như vậy thì quá mệt. Và ở đây tôi cũng phải nói thêm là tôi gặp mấy vị trụ trì, tôi ngán chứ. Tôi rất là thoải mái, hôm nay tôi đầu phát ba tôi về chỗ rồi. Mà bây giờ nếu tôi muốn được ở lại Việt Nam bao lâu, tôi tưởng tôi muốn chùa. Tôi có một cái tỉnh khác bên châu, một cái bên Mỹ. Mà tôi thích thì tôi đi, tôi thoải trở lại sao, không có lo. Còn mấy vị trụ trì chỉ đi thì sợ. Không biết mình đi như vậy thì cái hoạt động ở trong chùa nó không được bình thường hay không. Rồi cái ông ở chùa giữ có làm như ý mình hay không. Mỗi lần mình đi về mình nghe chùa báo cáo lặp 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 la lòng nó buồn. Và cũng điều sau cùng là các vị trụ trì thường rất nhát phải đi xa. Tôi biết rồi. Kiếm một vị trụ trì mà dám bỏ đi miếng điện 3 tháng để ăn thiền thì đỏ vào mắt. Sợ. Cho nên nó đi nó lại là sở hữu một cái gì đó là sẽ phải là mình làm chủ nó, làm chủ mình. Cái rất là quan trọng. Và nhớ rằng cuộc đời chúng ta rất là ngắn. Nó ngắn đến mức nó không đủ để cho chúng ta phải hy sinh thời gian. Và tay nó có câu hay lắm. Anh cho tôi tiền và anh có thể tìm lại tiền. Nhưng nếu anh cho tôi thời gian thì anh không thể tìm lại thời gian mà anh đã mất vì tôi. Vì thời gian chính là đời người, nên khi ai nói hy sinh thời gian cho mình, nghĩa là họ đã hy sinh một phần đời họ cho ta. Quan trọng lắm. Từ xa xuống là hai rồi. Nước dừa có đường không? Dạ không. Dễ mà ngọt. Uống thì ngon, dễ thì đường. Đơn giản là có là nước không? Đó quá. Có không? Không, nước thì gọi ra cái gì thôi, đó là luôn. À dạ, thỉnh thoảng. Với hồi nãy mình giảng còn mình mai ra hết, bây giờ tới khi mình gọi giảng. Thì chúng tôi đi về với các vị kia một chút nha.
Đừng có đứa tiếng hợp. Có ai hỏi gì không? Đừng đưa cũng trả bây giờ. Dạ. Cái điều thứ nhất là hiện đã và đang có rất nhiều tranh luận về kinh này phải của Phật hay không, kinh kia phải của Phật hay không. Yes. Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng biết là các vị chư thiên thì các vị sống hàng nghìn năm, hàng vạn, tỷ năm. Yes. Và chắc chắn là các vị cũng là những nhân chứng rất là nhiều. Yes. Đã chứng, đã nhân chứng là yes. Phật nói cái này, Phật nói kia. Tại sao các vị thiền sư lại không nhập định hỏi các vị chư thiên để mà làm bằng chứng cho nhanh? Cứ phải là trích dân kinh điển này, sử kia, tại sao? Cứ nhìn tôi. Nếu tôi lộ thiền sư, anh hỏi tới hai câu là tôi đã là câu số 2 trước đi. Câu số 2 là cái câu mà dám nhìn tôi. Nếu mà tôi nhập định, mà tôi có gặp họ tôi hỏi, tôi đem trước này tôi nói, tôi có bao nhiêu người tin cái đó là do tôi có liên lạc hay là tự tôi nghĩ ra? Hiểu không? Tức là tôi mới vừa nhập định và tôi cũng mới vừa nói chuyện với nguyên một lũ của chẳng á. Có email, có Facebook luôn, có Viber luôn, ai tin rồi thì sao ai tin? Có nghe hiểu không? Hiểu chưa? Có hiểu rồi đó không? Tôi nên tôi mới về nữa, mấy chàng hội mới gặp nhau nữa, tôi về đây tôi nói ai tin? Đó là một chuyện thứ hai vô cùng quan trọng, cái này phải nghe. Trong cái Hà Nội có nhiêu dân số? Không biết luôn. Thì tôi giả định là chuyện đi, nó đủ thành phần cái tâm lý hết á, trí thức, tích học, giàu, nghèo, cán bộ và thường dân, lập, nó đủ thành phần trong cái gọi là dân Hà Nội. Có những cái tệ nạn xã hội mà thành phần trí thức họ muốn sửa đổi đó, là họ phải thực hiện liền thôi, họ phải chờ cái cơ chế của nhà nước. Đó hiểu được nó hả? Nó chờ chứ, bây giờ cũng chính sách đúng chứ không phải là anh là một vị tiến sĩ xã hội học, anh thấy xã hội có quá nhiều cái tệ nạn, anh đi lên đi xe mà đường thấy về giao thông có vấn đề này, anh thấy về đời sống dân cư, về chợ búa phố sáp lập đã thấy có nhiều vấn đề, anh thấy dừng lại kiểu không phải làm chậm, anh thấy đề đạt lên trên trên thành sửa, nghe từ đó rồi. Và tôi là một người du côn, có một chuyện dầu một anh du côn hay là một anh trí thức muốn xây dựng xã hội thì chỉ đầu tiên tất cả phải y kiến và pháp luật, đúng không? Rồi đi đi vậy. Nếu mà cái này là kinh nói chứ không phải tôi nói, nếu mà tất cả những vị thiện hành hộ pháp mà có khả năng, có cái lòng mà nghĩ đến chúng sinh á, mà họ có thể giúp, họ có thể hiện ra rõ ràng mà ngày xưa tôi từng gặp mặt, thì ngược lại có những ông trời ơi đấy hỏi cũng hiện ra ông ấy ngày xưa và tôi từng gặp mặt mà không nói như vậy được hay không? Dạ chưa, nó đại loạn, đã đại loạn. Cái thằng bào lao nó nói được mà cái thằng ngon lành nó cũng nói được, lên nó lại loạn thêm ở một mức độ khác, từ cái loạn vi mô thành ra cái loạn viễn mô, nghe kịp không? Nó y chang mà nó thế giới của chư thiên, thế giới của vị nhân nó y như thế giới loài người vậy. Cho nên ở đâu có luật đó, có rất nhiều vị chư thiên họ cũng có thiện chí, họ cũng muốn xuống đây, họ cũng làm những cái chuyện hay, nhưng mà chính những vị xếp chồng lên đó họ cũng cãi cả sân khấu. Hôm nay tôi cho Dung đi xuống rằng làm việc thiện, thì ngày mai cái thằng tào lao nó cũng xuống xin nó làm việc thiện rồi chết. Có một đứa nó cứ nói thế này, họ Thích Ca là sản phẩm của Chúa Giêsu, bởi vì nó là dấu dân mà, nó là dấu dân. Rồi có một ông đó thì xuống nói tôi là đệ tử của Thích Ca nó đúng, ngoài Thích Ca nó tất cả đều đã mất hết. Nhưng mà nó tôi có một đứa nó là đình, nó là bên cơ đó, nó nói thằng Thích Ca chỉ là sản phẩm của Chúa Giêsu thôi. Thì là lớn lúc mình hai nhau chỉ dắt nhau đi cắn tử mình chết. Là các vị làm ơn nhớ cái này, trong kinh Phật có xác nhận thế này, đừng nói ngoại đạo không sinh thiên, đó là sai. Ngoại đạo mà phủ nhận thiện ác nhân quả báo ứng thì đừng nói ngoại đạo đó không là không các bạn đấy chứ, nhưng mà nếu mà họ tin tập bảy tập bạ nhưng mà họ có cái lòng mà làm thiện, ví dụ như bây giờ không tin Phật, họ tin ba cái bà Chúa Thượng Ngàn Thánh Mẫu Liễu Hạnh gì cũng sẽ biết, họ là hầu đồng là con nghe la hoặc la gì cũng sẽ biết, nhưng mà họ sống mình có bố thí, có thương người, họ có đóng góp xã hội,
họ có trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, với xã hội, dân tộc, thì cái người nhất cũng sanh thiên như được. Mà khổ thay họ chỉ đủ tiền để sanh thiên thôi, nhưng mà về sanh thiên rồi cái đầu, cái não trạng họ vẫn là não trạng của con người cũ. Cho nên nếu hôm nay mà mấy ông người đến tổ phê duyệt cho đồng chí này xuống đây truyền đạo thì nó cũng phải phê duyệt cho đồng chí tào lao đi xuống, nó lòi tiếp, nghe hiểu không? Đó là một chuyện 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 đó là chuyện nhất. Làm sao mà xác định được kinh nào là lời Phật? Nó chỉ có một cách thôi. Tôi nói cái này cũng vậy, là cái bị nghe nó là bản trần. Theo các nhà học giả thì Tam Tạng Đa Ly là tài liệu nghiên cứu cấp một. Tuy nhiên nó vẫn là phó phẩm, là thứ phẩm so với một thứ kinh điển giả định, đó là thứ kinh điển được viết bằng tiếng Tích Lan cổ. Thế là đời xưa Phật nói đạo bằng ngôn ngữ gì? Thì hôm nay người ta có rất nhiều giả thuyết, có giả thuyết nói rằng Phật đi đến xứ nào Phật nói bằng ngôn ngữ xứ đó, còn có một giả thuyết thứ hai là nói rằng Phật dùng cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, tiếng Ma Cập Thi. Đó là nội chí đi chị, còn nói ngôn ngữ gì đó là nó rối rối rồi. Thứ hai là trải qua bao nhiêu lần kiến tập thì là nó có nhiều vị bản của cái mà ta gọi là kinh Phật. Cho nên nếu chúng ta có duyên gặp nhau một lần một đạo tràng như thế này nữa, thì chúng ta sẽ nói là cái nghe gì một động trời nữa. Cho nên hỏi tôi về chứ sư có vừa thầy dựa vào cái gì về kinh Phật, tôi sẽ nói thế này. Tôi chỉ dựa vào cái điểm tinh hoa của đạo Phật, những cái điểm đồng giữa các cái vị bản, còn cái gì đâu kia thì tôi để tính sao. Chỉ dựa vào cái nói thẳng luôn, ngay cả cái di chúc của Pháp Hồ gì đó, cho đến bây giờ tôi phải biết nó có vị bản không, mà nó nghĩ cụ Hồ cách mình mong cổ lâu mà đã có vị bản thì nói gì về kinh Phật. Ngay cả cái chuyện mà trong đó đề nghị là chết rồi cho rải ba miền mà sao nó có rải không? Không có rải. Thì ngay cái một con người mới tin như này mà nó đã còn có bao nhiêu là vấn đề lớn cấn như vậy thì nói gì là lời Phật? Cho nên chúng ta chỉ phải làm một việc lấy cái tinh hoa. Thì các bạn hỏi tôi thích là tinh hoa của lời Phật, tôi nói thế này. Thứ nhất, Phật giải rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Đó là cái định nhất. Điều thứ hai, từng người trong chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, làm và suy nghĩ. Điều thứ ba, cái tinh hoa thứ ba là Phật rồi. Tất cả những gì gọi là hạnh phúc và đau khổ chỉ là những giá trị ước lệ tương đối mà thôi, do ảo mà có. Thứ tư, chỉ có đời sống chánh niệm mới thật sự đem lại hạnh phúc. Tất cả đều là ảo nha. Đó là bốn điểm tinh hoa là Phật. Còn ngoài cái đó ra dĩ nhiên ở trong cái não trạng của một học giả thì người ta có một cái cách nói khác về cái câu hỏi đó. Còn trong trường hợp mình là cư sĩ đại chúng thì chúng ta nên dừng lại ở cái mức nào đó mềm dễ nuốt và đỡ biết đọc. Thì thứ nhất, tinh hoa là Phật, chỉ là bốn là tôi nhắc lại, mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Thứ hai là chúng ta phải lo hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những gì mình nói, làm và suy nghĩ. Thứ ba, tất cả những buồn vui đau khổ ở đời này do ảo giác mà có, tùy hoàn cảnh mỗi người mà tôi có thích và ghét cái nào, và tùy cái thích ghét mỗi người mà cái hạnh phúc của đau khổ và đau khổ của người được định nghĩa là sao. Và cái thứ tư, chỉ có đời sống chánh niệm làm gì biết đấy thì ta mới mong thấy được chân lý. Ngày nào mà mình sống không có chánh niệm thì đừng hòng đến tìm chân lý, vì chân lý không phải là cái một cái cục gì đó mà mình bỏ vô túi, mà nó là một quá trình nuôi dưỡng và hàm dưỡng và nuôi lớn mà trong từng ngày. Cái chân lý không phải là cái cục gì đó, nó phải cái cục mà không thể tháo ra nhét túi rồi, mà định cái điểm chính là cái hành trình mà bổ sung, nuôi dưỡng, duy trì và kiếm tiền cái nhận thức. Nhớ cho nên hỏi cần phải xác định kinh Phật là dựa vào những điểm tinh hoa đó, và còn hỏi vấn đề chi thiên tức là nên nhớ. Thế đó họ cũng y như mình như vậy, họ cũng có những luật của họ, tức là nếu thằng đè đi được thì thằng bí đi được, như vậy là cả con là nó phải xem đại loạn rồi con lại mấy cha đâu yên đó thì con nhờ. Thì cái thứ cho con hỏi là
con hỏi là trong đời sống hàng ngày đi đến sinh hoạt và công việc thì chánh niệm tỉnh giác và so với cái việc tỉnh giác trong ngồi thiền nhé, hiện tại cuộc sống thì thế nào sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn? À, câu thứ nhất là cái sự hộ trì của cái giới phước mạnh của mặt nha. Có phải tất cả các bệnh đều có thể chữa lành hay không? Không phải. Rồi. Không phải bệnh nào cũng có thể chữa lành. Và nếu nói như vậy thì cũng có trường hợp bác sĩ, cái sự hỗ trợ của bác sĩ và thuốc men nó có hiệu quả và có lúc không hiệu quả, đúng không? Đó là trả lời câu hỏi nhất, được chưa? Được chưa? Có những trường hợp mà cái tiền nghiệp chúng ta nó không có quá to tát mà chúng ta lại có cái mức lành á, thì lúc đó cái sự hỗ trợ của chư thiên nó chính là sự hỗ trợ của bác sĩ và thuốc men cho một chứng bệnh mà có thể chữa lành, nghe hiểu không? Hiểu không? Còn nếu nói là cái bệnh mà không thể chữa lành thì bác sĩ và thuốc men. Như vậy ở đây cái sự hộ trì của chư thiên nó không có chống lại lý nhân quả, đúng không? Bởi vì cả tôi và cô điền bệnh hết, nhưng mà cái bệnh của tôi bác sĩ bó tay, nhưng bệnh của bác sĩ chữa được. Thì cái bệnh mà con mắt nó gọi là cái nan y tuyệt chính, nghe kể không? Mở cái mặt của nó bơ vậy. Nếu trường hợp của cô không phải là cái trường hợp mà nghiệp và ta tiền nghiệp quá sâu dày nữa, thì trong trường hợp đó sự hỗ trợ của chư thiên là tốt. Tuy nhiên cái này nó hẻo ra, cái này tôi nói thì chậm nha. Nếu ta đủ phước để vượt qua tai nạn đó thì ta mới được chư thiên quan tâm, và sự quan tâm của chư thiên mới giúp được ta, nghe chưa? Tại sao lúc tôi bị nạn không thấy chư thiên đi đâu hết, mà tới khi cô bị nạn chư thiên lại có mặt? Là bởi vì cái phước của cô nó cho khác, nó cái phước của cô nó dùng cho chư thiên biết để họ giúp cô, nghe không? Lúc đó cái sự hỗ trợ của chư thiên nó chỉ là sự hỗ trợ của bác sĩ và thuốc men cho một bệnh nhân có thể chữa lành, nghe hiểu không? Hiểu rồi. Rồi thứ hai đó là chánh niệm. Cô hỏi là chánh niệm trong lúc tu thiền và chánh niệm trong đời sống thường trực, tôi phải xác định rằng nó tương đương nhau. Tuy nhiên nếu chúng ta không như vậy, nếu ở thể lỏng rắn lòng khí, thể rắn và thể khí, chánh nhân rồi. Và nếu mà nói về số lượng, cái giọt nước của mình nhỏ vô trong mắt mình ấy, nó cũng là nước, đúng không? Ở đây tôi không kể là một quá chất, tôi chỉ kể cái hình thức thôi. Để nhỏ nước vào trong mắt mình chỉ cần một giọt, đúng không? Và trong một cái hạt cơm có nước, đúng không? Có. Vậy thì cái nước mà trong hạt cơm, cái nước mà trong cái giọt thuốc, cái nào nhiều? Thuốc nhiều. Rồi. Rồi nước mà trong ly nước nó sẽ nhiều hơn nước trong giọt nước, đúng không? Rồi nước mà trong cái xô nước trong cái hồ tắm càng lúc càng nhiều dần, đúng không? Rồi. Nhưng mà dầu ít dầu nhiều nước luôn luôn là nước, đúng không? Niệm chánh niệm y chang như vậy. Khi mà mình tập trung, mình ngồi suốt một tiếng đồng hồ, mình niệm suốt một tiếng thì đó là một xô nước này. Còn nếu mà mình làm việc lúc niệm lúc không thì đó là từng ca, đúng không? Rồi bây giờ có hỏi tôi từng ga có xài được miệng hay không? Tùy vô đâu biết chi, tùy vô đâu biết chi. Nếu mà vô rửa mặt thì một ca đủ rồi, nghe kiểu không? Một ca nước vẫn là nước, một xô nước vẫn là loại là nước, một cái piscine, một cái hồ bơi vẫn là nước, một cái hồ bay vẫn là nước, một cái Thái Bình Dương, một Đại Tây Dương, một Bắc Bình Dương, một Ấn Độ Dương vẫn là nước. Nước để dạy khác, nước để ngắm, nước để tắm gội, nước để bơi lội và nước để ngắm nhìn. Nước để ngắm nhìn ở biển nó phải là hàng triệu mét khối. Nghe kể không? Có. Hiểu. Có. Okay. Còn nữa thì hỏi. Yes. Vâng. Kính thầy sư, từ bi cho con hỏi thêm một câu nữa. Con được biết là trong đạo Phật thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì có là Tu Đà Hàm, Sơ Hòa Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm và A La Hàm, A La Hán. Thì thầy sư cho con hỏi là quả sơ quả là hàm thì là không tiến hoài nghi và rồi cấm thủ, thì con đọc và con cũng chưa được đành, thì chúng thầy sư phải đi chỉ cho con thế nào là rồi cấm thủ mà thân kiến và hoài nghi ạ. Ok.
nhỏ hồi nhỏ có chơi những cái đồ nhỏ nhỏ, xe hay là mấy cái nồi đồ hàng ở trong cái não trạng của đứa bé đó, thì cái nồi bằng nhựa nó là cái nồi đúng không? Đúng rồi. Rồi chiếc xe là chiếc xe, con vịt gánh bánh xe là con vịt đúng không? Nhưng mà trong cái não trạng người lớn thì cái con vịt tức là một khúc gỗ gắn một khúc gỗ tròn mà phải gọi là bánh xe, hiểu không? Tức là cũng là cô. Nhưng mà hồi bé cách đây 18 năm cô gọi đó là con vịt. Nhưng bây giờ thì cô gọi đó là cô, trong cái nhận thức của cô đó, thì đó là một khúc gỗ được tiện cái hình giống con vịt gắn với bánh xe cũng bằng gỗ nghe kìa. Thì như vậy thì cô hỏi cô Thanh, cô hỏi là cô Thanh có nghe cô ấy nhìn tôi nè. Ở trong đám cưới phải nhìn cô dâu chú rể không nhìn quan sát. Thì bây giờ là cái khi chưa biết đạo đó, thì mình thấy là có một cái tôi, nó có một thằng Lê Văn Tèo, Nguyễn Văn Tý nghe kể không. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi mình sẽ thấy rằng tất cả chỉ là giả hợp, và có một cái hình ảnh ví von thế này mà tôi vẫn nói đi nói lại hoài, từ đó thì chậm nha. Không hề có chiếc xe nào trong đống phụ tùng, và không hề có cái gì gọi là phụ tùng trong một chiếc xe, hiểu không? Mà chiếc xe được gọi là chiếc xe là bởi vì nó được lắp ráp bởi các phụ tùng, nghe vậy không? Như vậy thì không hề có một cái chút phụ tùng nào trong chiếc xe hết. Là vì sao? Là vì những thứ nó được ráp nên nó làm chiếc xe, và ngoài chiếc xe không có đống phụ tùng, và ngoài đống phụ tùng không có chiếc xe, nghe vậy chưa? Thì thân kiến là gì? Thân kiến là mình thấy rằng trong nguyên một cái khối bắt tay lửa lửa này, nó có một cái con nhỏ tên là Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Nở, Lê Chí Phẹo, nghe chưa? Tức là thân kiến. Còn đối với vị Tu Đà Quần thì vị đã biết rõ rằng do, nghe này, vị Tu Đà Quần thấy rõ rằng do sáu căn đời trước biết sáu trần bằng tâm lành, nên đời này ta có sáu căn biết sáu trần như ý. Do sáu căn đời trước biết sáu trần bằng tâm xấu, nên đời này ta có sáu căn biết sáu trần bất toàn. Không hề có thằng Tí, thằng Tèo, Nghĩ Đỡ, Chí Phèo nọ đây hết. Thì cái nhận thức này được gọi là lìa thân kiến. Nghe không? Tôi nhắc lại, không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, và cũng không hề có đống phụ tùng trong chiếc xe, mà chính cái này nó quy định nên cái kia, chính cái kia được tạo ra bởi cái này. Nên nhớ nhận thức rất là quan trọng của động cơ. Bởi vì khi mình hiểu được cái này mình sẽ chán, mình hiểu được bản chất nó là cái gì thì mình sẽ chán, mà cái chán nó dẫn đến một cái hệ quả rất là dễ thương, đó là một hệ quả rất là tích cực. Không có gì trên đời này để mình thích, và cũng không có gì để mình bất mãn. Hãy nhớ giùm tôi cái này, khi mà mình còn có cái để thích thì mình sẽ còn có cái bất mãn, và ở đâu có bất mãn thì ở bên cạnh nó mà có cái để mình thích. Người đã hiểu được cái bản chất của thế giới, họ không có gì để họ thích, và họ cũng không có gì để họ bất mãn. Có người hỏi ngày sau là Phật, đệ tử lớn nhất của Phật hỏi gì với ngài có ham sống sợ chết hay không, thì ngài nói rằng sự sống không có gì để tham mê, mà cái chết cũng không là cái gì để ta phải mong đợi. Ta chỉ không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng. Ta sống từng ngày chỉ để chờ cái duyên đến mà. Các vị có lẽ không tin gì đó, nhưng mà nếu các vị sống chậm lại, các vị sẽ thấy rằng cuộc đời của vị chỉ là một chuỗi dài của những năm tháng lê thê và đẻ nhạt. Đi làm có tiền để sống, sống để đi làm có tiền để sống, sống đi làm có tiền để sống. Mà sống để đi đi làm, mà đi làm để có tiền để sống mà cứ kỳ nhau là ông kỳ đà là cha các ké là mẹ kỳ nhau. Thì cứ dân đi đụng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà đụng mẹ chạy vô, mà dân đi đụng mẹ chạy vô, đụng phải cái bộ của mẹ chạy ra. Mà nó cứ dòng dòng như vậy, đi làm để có tiền rồi sống, sống để đi đi làm có tiền rồi sống. Đến một ngày mà nó làm không nổi nữa, nó về hưu, bắt đầu chân mỏi gối mòn, da nhăn tóc bạc, rồi bị lụm cụm, mắt mờ ra, biết ký nhớ là sao vậy, rồi thì bắt đầu ngồi ở nhà ngó ra đường, lúc đầu thì nhớ ba mới sao tuần rồi thì nhiều quá cứ không còn gì nữa hết, chờ ta nghe chôn. Rồi thì cái hệ sau nó cứ tiếp tục, nó đùng đẩy lên, nó lặp lại kịch bản cũ, sẽ nhạt vô duyên. Đời sống chỉ là vậy thôi, mà nhờ mình còn trẻ, còn chút nhựa sống, còn chút nhiệt huyết, thì mình thấy nó còn màu xanh màu vàng. Thật ra thì thế giới này không đắng cũng không ngọt,
nó chỉ nhạt thôi. Người lạc quan cái thế giới này là ngọt, người bi quan cái thế giới này là đắng. Bậc đại hiền cái thế giới này là nhạt, không có gì được thích hết. Lạc quan nó còn duyên thì nó còn có mặt, duyên hết rồi chúng ta. Trong cái thời lượng của một cái người trong năm thì mình thấy thế giới này còn có cái này cái kia, chứ còn nếu mà tính theo cái thời gian của vũ trụ á thì trong năm kiếp người rất là tò hề với công việc. Trên mảnh đất này trong năm trước ai đã đến đây, ai đã sống, ai đã cày sới, ai đã làm giàu, ai đã khóc, ai đã cười, ai đã buồn, ai đã vui trên mảnh đất này một trăm năm trước, giờ còn lại gì không? Một trăm năm nữa ở đây là cái gì? Trời biết. Khi mà mình còn thấy rằng có một thằng tèo thằng tí thì mình sẽ có những cái hoang mang, cái hoang mang đó được gọi là hoài nghi. Hoang mang là sao? Trước khi ba má thân nhau mình đau nè, để mai này mình tắt thở, nó có thật sự là nó hết hay không? Hay là nó còn cái gì đó đi đâu nữa? Nghe kịp không? Và tôi thật sự là cái gì ngay bây giờ? Tôi thật sự là gì trong cái trời đất bao la này? Chỉ trừ ra những người đó quá nông cạn, chỉ biết cơm gạo tiền, họ không biết trăn trở. Chỉ những người mà có chút trăn trở họ sẽ có những dấu hỏi. Ban đêm nhìn trên trời đêm thăm thẳm, không biết rằng ta qua khỏi cái dãy Linh Hà ra khỏi bầu khí quyển 300 mấy chục cây số này tới cái gì? Còn nếu đi ngoài đi với tốc độ ánh sáng trong suốt 1 tỷ năm, thì nhắc lại, đi với tốc độ ánh sáng mỗi một giây là 300.000 cây số, mà thử đi 1 tỷ năm được thì cái đi tới đâu? Nghe kịp không? Thì những cái hoang mang mà liên hệ về cái tôi và của tôi đó được gọi là hoài nghi. Còn giới cấm thủ là gì? Khi anh còn thanh kiến, khi anh còn hoài nghi thì nó sẽ dẫn đến cái thằng thứ ba, đó là anh dễ dàng chấp nhận những đường lối hành trì mà mục đích không phải niết bàn và đường lối không phải có chánh đạo. Nó dễ nhớ. Giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ là không hướng đến cái niết bàn và không đúng với đường lối chánh đạo thì đó gọi là giới cấm thủ. Tức là có nghĩa là không có nghĩa là mục đích không phải là diệt đế, mà ý nghĩa nội dung thì không phải là đạo đế, thì đó được gọi là giới cấm thủ. Hiểu không? Cứ là ai bà cái đạo ta đạo ông tư và tám tức là nước sôi thì cũng đi hết, đó gọi là giới cấm thủ. Rồi sao? Không phải dễ đâu cô, học cho biết vậy thôi, chứ còn phải có đủ duyên lành thì mới có thể. Và ở đây tôi nhân cái câu hỏi của cô, tôi xin nhắc cho đại chúng này một câu rất là quan trọng. Nghe kỹ này, ta không thể nào ra khỏi cái khu rừng nào đó mà thiếu bản đồ. Nhưng ta cũng nên nhớ rằng cái con đường rừng thật sự nó không có giống như cái con đường trong bản đồ. Hiểu không? Vì con đường trong bản đồ nó chỉ là một vạch mực thôi, còn con đường ngoài rừng thì nó có cây cối, nó có lặp lặp lại. Hiểu không? Cho nên học kinh điển là học cái cách sử dụng bản đồ, nhưng mà tôi lạy các bố đừng bao giờ cho rằng cái con đường ở trong bản đồ nó chính là cái con đường bên ngoài. Nghe kể không? Tôi phải kể một câu chuyện này. Trong đây có cái cô cấp lý giáo của tôi, cô biết rất là nhiều. Để tôi kể cô nghe rất là hoài. Bây giờ mỗi lần tôi kể cô trước cô nói cô nghe hoài cũng chán, nhưng bữa nay tôi phải kể đây. nghe. Cái âm thanh bị cái chứng schizophrenia là thần kinh phân liệt nha. Ảnh tự cho ảnh làm một hộp thấp, cho nên nó ăn rồi cứ trôi vô tủ áo ăn trốn. Rồi ngày kia đó gia đình nó đem vào bệnh viện chữa trị xong thì ảnh về nhà ngon lành đường hoàng, nghiễm nhiên là một con người. Nhưng mà được mấy bữa gia đình chở ảnh vào kích thì bác sĩ hỏi bây giờ sao, bây giờ tại sao phải trở vô đây?
thì anh nói rằng thưa bác sĩ, em vẫn biết em là một con người không phải lọc tóc như sở bên gà nó không biết. Hiểu không? Không có cười, nghiêm túc. Cái biết của ảnh về học tóc còn có điểm mơ hồ. Cái biết của ảnh về con gà còn có điểm mơ hồ. Cái biết của ảnh về bản thân còn có điểm mơ hồ. Ảnh mới có cái sợ đó, vì sao? Vì ảnh quên rằng cái học tóc cái hình dáng nó ra làm sao, mà ảnh hình dáng nó làm sao. Ảnh lại rất là mơ hồ đúng không? Mà cái kia con gà, cái trọng lượng con gà bao nhiêu, trọng lượng ảnh bao nhiêu, mà tại sao con gà nó thấy nút được ảnh? Nhưng mà ảnh vẫn nghĩ rằng nó là ta ngọt tóc. Nhưng mà sợ gà nó không biết. Thì ở đây cũng vậy, học đạo thì học cho vui, học cái nó bớt ngu. Chứ còn thật ra đó, cái niềm tin của tôi nói thẳng, tôi nói ai, tôi nói cô, niềm tin của cô về những gì cô học còn rất là khả nghi. Vì Tú Đầu Quần là gì? Tú Đầu Quần là người tin vào điều ta thấy, điều mình thấy, và thấy rõ điều mình tin. Còn chúng ta không có. Chúng ta tin cái điều mình chưa thấy rõ, và do đó không thể thấy rõ điều mình đã rõ tin. Thời xưa thì con cũng có khi nào con nghe pháp thì con đã hiểu là trong giáo pháp, giáo pháp của Đức Phật hồi xưa thì có những vị là nghe pháp thì đã chứng minh quả sơ quả như là tôi hàm a la hán, thì như vậy thì là do cái nhận thức và hành vi của các vị hay là do đầy đủ ba la mật? Trước kia Đức Phật kỳ dạy rằng cái sự đắc chứng cái sự cái việc mà mình hoàn tất một cái chuyện mà mình hoàn tất một công việc nào đó trong đời sống, hay là kể cả tình cảm giữa người với người, nói chung bất cứ sự việc nào trong đời này, tôi nhắc lại từ việc đắc chứng cho đến chuyện thương ghét, cho đến chuyện thành bại đắc thất trong đời này, nó luôn luôn nó phải tối thiểu có hai điều kiện: một là cái sự tác động của tiền nghiệp quá khứ, hai là cái điều kiện của môi trường hiện tại. Nghe kịp không? Sở dĩ có những người mà họ không có học giáo lý nhiều mà họ nghe và họ hành những gì họ đặt là bởi vì chiều hôm qua không xong, sáng nay xong sớm, hiểu không? Tức là họ đã tu quá trời lâu rồi, cho nên bây giờ chỉ cần mà giống như cái trứng gà mà nó đến lúc nó nở rồi, chỉ cần gà mẹ nó mổ cái là tự động gà con nó tung ra. Còn mình thì sao? Mình có vốn liếng mình quá ít đi, vốn liếng quá ít cho nên là mình có mà treo ngửa cái giọ lên mình tu cũng đắt gì đó. Mà nhớ là ngoài cái này, theo Đức Kinh có ba lý do, nghe cho kỹ nè, có ba lý do mà chúng ta phải sống chánh niệm. Một là ta không biết mình có thể đắc đạo lúc nào, cho nên không thể được một hoài phí thời gian như kiểu. Nhớ nha, ta không biết mình có thể đắc được đạo quả lúc nào, cho nên nhớ là phải luôn sống chánh niệm. Thứ hai, ta không biết mình có thể chết lúc nào, mà không có gì vậy chứ bằng chết cũng được thích niệm. Thứ ba, ta không biết là mình có thể tạo ra cái nghiệp loại nghiệp thiện ác nào nếu ta thích niệm. Nên đây là ba lý do mà mình phải sống chánh niệm thường xuyên. Còn cái chuyện mà hỏi rằng mình có đạt được hay không thì nếu mà tôi ra là được thì tôi đâu có ngồi ở đây. Thầy sư, thầy đi cho con hỏi thêm một câu nữa. Hỏi đi, hỏi thầy đi. Con được hiểu rằng cái cuộc thời xưa thì các ngài thực tập thành thà bằng bỏ sinh mạng chứ không có phạm giới. Thế thì tại sao như là con thấy được là các đức Bồ Tát vẫn còn sinh về các cảnh, ví dụ như là con thỏ hoặc là con bò, con cứ sinh tương mãi mà không có hiểu ra cái điều đó? Tôi xin lỗi, con nói chậm một xíu được không? Vâng, con ngày xưa con đã được học ở trong tham tạng, thì con tự tìm hiểu, thì con thấy là các đức Bồ Tát hồi xưa thì các ngài có bỏ tính mạng chứ không có phạm giới, thì tại sao mà con vẫn thấy là sau các kiếp mà các ngài vẫn là sinh về các cái loài thú, ví dụ như okay, okay, okay. Đủ rồi, không cần kể. Tôi thắc mắc, tôi hỏi cô này, tôi nhớ một lúc nhà tôi ở gần cô, sáng nào tôi cũng thấy cô chạy bộ hết, cô chạy suốt 2 năm như vậy nha, rồi sau đó có 5-7 năm sau tôi lại không thấy cô tập nữa, rồi tôi thấy cô cơ bắp của cô nó không còn nữa, hai cái đó nó có mâu thuẫn không? Dạ vâng, ý bạch sư, khi mà con được nghe câu chuyện thì con thấy là ví dụ như là con thỏ, khi mà thành con thỏ rồi thì vẫn còn nhớ đến mẹ bác con trai giới, thì con nghĩ là cái trí tuệ ở đây vẫn còn còn nhé, tuy là con thỏ nhưng vẫn nhớ được là mẹ bác con trai giới. Rồi, được rồi, cô hỏi đến hết rồi, bây giờ tôi nghe nè, tôi hỏi câu chuyện nghe.
lúc nào cô siêng tập luyện thì cô có cơ bắp, còn cái lúc nào cô không siêng tập luyện thì cô không có gì hết. Thì Bồ Tát có những kiếp này rất là tinh tấn, nhưng có những lúc này cũng vậy thôi. Mà hành trình sanh tử nó là một cái chuỗi dài của lúc này lúc khác, là phàm và phàm nên những lúc vậy lúc khác. Thì khi mà ngày sa đọa là chính là cái lúc ngày phải trả giá thì những kiếp này dễ vui, nghe kém không? Dạ. Chứ không phải là mình thấy cô cũng chạy một điện thì thường xuyên ngon quá, rồi ba mốt thấy cổ xanh lè xanh lét thì cái mình nói ủa sao kiểu nó cũng tập luyện những lúc rồi sao bây giờ có vậy, biết cho là đúng là có tập, nhưng mà tập có 2 năm rồi sao đó ba đi bước qua tập có lo ba đi đánh bại không nè, nghe kém không? Một hồi thì đi hành thiền, lúc mình bị thiền nó ham nó khác, cho nên là nhớ cái lý nhân quả rất là rõ ràng. Du làm cái gì thì du hưởng cái đó. Ngày xưa du đi xiên làm vườn gieo trồng thì du có trái du ăn, nhưng mà chỉ cần du lười biếng 2 năm là khu vườn của du toàn là có dại rồi cũng ủa du xiên dữ lắm mà sao có dại, đúng thời gian du xiên thì không có dại, nhưng mà lúc du làm biếng mình phải coi nó rõ ràng. Chứ đừng có nghĩ mà ta xiên là cả đời ta khu vườn toàn là trái rồi toàn ăn nhé.